Alo, alo mấy chị nha. 8 giờ rưỡi rồi, chị em mình lại gặp nhau mấy chị ơi. Hôm nay em thi lên zin tiếp. Lên zin và cả áo thun cho mấy chị nha. Lên zin và áo thun Nguyễn Châu nè, áo thun giấy cho mấy chị nha. Xinh quá. Alo, alo mấy chị vào với em nha. Chia sẻ lên cho em nha mấy chị. Chia sẻ cho em, phân... tương tác cho em nha. Riêng nãy là em phân từng cục của mấy chị. Alo, mấy chị ạ. Số eo bao nhiêu mấy chị cứ báo lên là em dễ tìm đồ cho mấy chị hơn nha mấy chị ơi. Alo, alo mấy chị ơi. Ừ. Alo, chào mấy chị. Vô với em nha mấy chị. Vô với em lấy size jean cho mấy chị nè. Quần jean dài 200.000, quần jean sọt giá 140. Jean dài 200, jean sọt 140. Rồi, alo, chốt vậy cho chị chưa em? Chốt dài. Áo dài đẹp chị ha. Hello, hello chị Phan Trang, hello chị Thúy Nguyễn Thị ạ. À. Rồi chụp hình lại này, chốt rồi á. Yên tâm nha chị. Chốt rồi á. Đây mấy chị. Em lên con, đầu tiên con 61, eo 95. 61 và eo 95. Hello chị Phan Trang ạ. À. Hello mấy chị của em nha. Lên liền. Lên liền zin luôn. Em lên quần dài và quần sọt xen kẽ cho mấy chị chọn nha. Quần dài là giá 200 và quần sọt giá 140. Còn quần tâm mì dài là 220 nha mấy chị. Đây cái quần em đang cầm là mã 61 và eo 95 nha. 61 eo 95 nha mấy chị ơi. Dạ, hello chị thể thao thanh ni nha. Nữa. Hello, hello chị thể thao thanh ni ạ. Đây nè mấy chị ơi, mã 61 và eo 95. Chị nào eo 95 chốt cho em eo 95 nha, con 61 này nè. Đó. Eo 95 mã 61 ha. Zin co giãn và xanh đậm, xanh zin đậm rất nhẹ, em gửi đồ chị luôn em. Dạ ok chị Trang Nguyễn Thị nha, gửi đồ cho chị luôn. Nguyễn Thị là thứ hai tụi em mới đầu đi đơn nha chị. Em mới đi đơn nha chị ơi, tại vì ngày mai là chủ nhật anh chị à. Tối tối mai là tụi em làm đơn nha chị. Do uống cái gì miếng còn đỏ. Đây em lên mã 86 eo 90. Mã 86 và eo 90 nha mấy chị. Mã 86 nè, eo 90, chị nào thích chốt liền cho em mã 86 nha. Đúng số eo của mình nè, đúng gu của mình là mấy chị chốt liền cho em để mình qua đợt là không có quần để mặc cho mấy chị. À, đây, mã 86 và eo 90 nha. Mã 86 eo 90 mấy chị. Đây ở phía sau nè. Có quá chói không thì mấy chị thấy rõ không? Có gì báo em biết nha để em chỉnh lại camera. Đó, mã 86 eo 90, chị nào thích chốt liền cho em mã 86 này nha. Rất nhẹ hai bên gối mấy chị, không có nhiều ha, rất nhẹ hai bên gối không có nhiều. Rồi, em lên cái quần nè, quần tôm mì eo 86, mã 17 eo 86 mấy chị. Mã 17 và eo 86, chị nào thích chốt liền cho em mã này, mã 17 và eo 86. Mấy chị em nghĩ là nên mua cái quần này nha, em nói thật, nên mua cái quần này rất là đẹp, giá 220 thôi. Và eo 86, chị nào eo 86 chốt liền con mã 17 này nha, rất là xinh và không có lắc. Tin này không có rách mấy chị, rất là đẹp luôn. Mấy chị chia sẻ lên cho em mấy chị. Chia sẻ cho em một nút chấm tương tác nha mấy chị. Chấm chấm nói chuyện với em lên nha mấy chị ơi. Đây nè, cái mã này là mã 17. Mã 17 và eo 86 nha. Rất là xinh, mã không có rách nha mấy chị. Không rách nha, mã 17 eo 86 220.000 mấy chị nha. Mã 17 eo 86 à. Rồi, thích chốt liền cho em mã 17 eo 86 nha. Em lên tiếp cái quần sọt mấy chị, mã 300 mã 300 và eo 100 cho mấy chị. Trời ơi, eo 100 mà gọn ghê không mấy chị, cực kỳ gọn luôn, nên chứ mấy chị mặc lên bảo đảm mấy chị là rất là gọn người luôn, ôm mông luôn, ôm mông chiếc mỡ. Rồi mã 100, ấu lộn, mã 300 và eo 100, quần sọt giá chỉ 140.000 nha mấy chị, quần dài là 200.000. Rồi chị nào thích chốt kim con này. Cái này mấy chị nhìn nè, quần sơn nữa thấy không mấy chị? Rất nhẹ nhìn bụi lắm, áo rồi. Mấy chị vài cái áo đi. Rồi tiếp ạ. À. Em lên sau mã 64 eo 100. Mã 64 và eo 100. Chị nào thích chốt cho em mã 64 eo 100 cho em. Mã 64 eo 100 nha mấy chị ơi. 64 eo 100. Hello, hello mấy chị nha. Hello mấy chị mới vào ha. Cái này mã 64 và eo 100. Chị nào muốn lên size eo như thế nào thì cứ báo em nha. Em có phân size eo sẵn rồi. Đó, eo 100, eo 102 hay là eo 8 mấy thì cứ báo em lên nha. Mã này là mã 86. Âu lộn, 64 eo 100. 64 eo 100 nha mấy chị ơi. 64 eo 100. Chốt 64 eo 100 nha mấy chị. 64 eo 100.
em lên cái áo mấy chị. Áo này 100.000 nha mấy chị. Ủa? Đúng không? Đúng áo rồi, hàng em... Quảng Châu liền 100.000 mấy chị. 160. Này 160 chị, hàng Quảng Châu. Áo Quảng Châu tím cưng lắm, 160 và kèm với cái quần nè, mã 300. Trời ơi, trẻ trung dễ thương quá mấy chị ha. Cái áo tím này cưng lắm nha, có 160 hàng Quảng Châu rất là mềm nha. Mã quần là 300, eo 100. Rồi chị nào thích chốt liền. Chốt liền. Em lên mã 82 eo 90 nha. Mã 82 và eo 90 à. Mấy chị cứ chay em cái số eo nha, em sẽ thêm quần cho mấy chị nha mấy chị ơi. Mã 82 eo 90 là zin co giãn nha mấy chị, phơm đứng tất nhẹn cái gối thôi. Zin đứng phơm rất là đẹp nha. Phơm đẹp lắm. Zin này đẹp đúng như chị, co giãn nè, đứng lên thoải mái. 82 eo 100. Mã 82 và eo 100. Mã 82 eo 100 nha mấy chị ơi. Rồi, thích chốt liền cho em con này nha mấy chị, mã 82 eo 100. Ủa mã 82 eo 90 nha. Mã 82 eo 90. Mã 113 eo 96. Mã 113 eo 96 nha mấy chị. Mã 113 eo 96. Xanh zin này đẹp nè mấy chị, nên mua nha. 113 eo 96. Xanh này xanh nhạt nha mấy chị. Và cái eo là 96. Mã cho mấy chị có thể cho em ghi ghi em là 113. Nói gì trời. 13 nha mấy chị. Mã 113 eo 96 ha. Mã 13 113 eo 96 nha mấy chị. Chốt liền cho em con này. Mã 113 và eo 96. Mã 78 eo 96. Mã 78 eo 96. Chờ mở cửa. Mã 78 eo 96. 78 eo 96 mấy chị nha. Zin rất nhẹ ở gối nè. Cái quần sọt giá 140, quần dài là 200.000. Rồi chị nào thích chốt liền cho em cái quần này. Quần này mã là 78 eo 96. Mã 78 eo 96 nha mấy chị ơi. Rồi cái quần này xinh nha mấy chị, mã 133. 133 eo 104. Mã 33 và eo 104. Áo tím nè mấy chị. Phối cái gì mà không được. Mấy cái quần sáng mấy chị dễ phối đồ lắm, em nói thật á. Chốt liền cho em cái quần này là mã 133 eo 104 nha. 104 cái quần và 160 cái áo nha. Đây nè. Mã 133 eo 104, thích chốt liền cho em. À, cái gì? Em hỏi chị Yên lựa chị được mấy cái quần rồi em. Vậy để em hỏi á chị. Rồi, em lên một cái quần này dài ôm. Ôm ôm. Mã này là mã 01 eo 90 94 nha mấy chị. 01 eo 90 đến 94 rất là xinh nha mấy chị. Chốt liền cho em. Dạ để em hỏi chị Thủy Nguyễn nha, Thủy Nguyễn nha. Rồi chốt cho em mã này. Mã 01 eo 90 95 nha. Mã 01 eo 90 đi. 95. Đó. Rồi chị nào thích chốt cho em mã quần này. Giá 200.000 nha mấy chị. Quần dài giá 200 và quần sọt sẽ là 140. Mấy chị muốn em lên quần dài quần ngắn thì cứ báo em lên nha. Quần dài quần ngắn báo em lên. Và em có áo thun nữa mấy chị. Mấy áo thun nữa mấy chị nha. Số eo em lựa đồ cho mấy chị nha mấy chị ơi. Mã 21 và eo 95. Mã 21 eo 95. Chị nào thích chốt nè. Mã 21 và eo 95. Mấy chị ơi, chia sẻ lên cho em, chia sẻ bên hội nhóm nè, chia sẻ lên cho em trên trang cá nhân nha mấy chị. Trời thương em, chia sẻ cho em mấy chị ơi. Tụt view quá mấy chị, cứu giúp đời em đi. Cả nhà luôn. Cả nhà ơi, đứng đây ngồi đây, like cho mấy chị nè. Cái áo này là áo đen ha, áo đen chữ xanh. Áo đen chữ xanh 160, chị nào hồi sáng chưa thấy chốt cho em áo đen chữ xanh nè. Áo đen chữ xanh 160, phi size từ 60 đến 10 kg. Rồi, con áo gấu này, áo gấu chốt cho em áo đen gấu 160 ha. Áo đen gấu 160 lên quần tiếp nè. Trời ơi, cái quần hơi đẹp nha mấy chị. Mã 08 eo 100, ở đây chị nào eo 100 hốt liền con này nha. Còn có một con à mấy chị, eo 100 màu hồng nhã nhặn xinh quá nè. Màu hồng cực kỳ xinh luôn, quần này quần chính tấc mấy chị. Quần chính tấc rất là đẹp nha. Ủa lộn 7 tấc. Quần 7 tấc cho nhìn lộn. Đó mấy chị, chốt cho em cái quần. Quần là 140.000, áo là 160, chị nào thích chốt liền cho em cái mẫu này nha. Áo là 160, quần là 140, chị nào thích chốt liền cho em mẫu màu hồng cưng lắm luôn. Cực kỳ xinh luôn nha. Mã này là mã 08 eo 100. Mã 08 và eo 100 nha.
quần jean rất là xinh, chốt liền cho em đi mấy chị ơi. Rồi sọt tiếp sọt đen, chị nào thích sọt đen chốt sọt đen cho em. Sọt đen này là eo 100 nha. Sọt đen eo 100, chị nào thích chốt liền cho em sọt đen eo 100. Giá là 140.000 nha mấy chị. Eo 140. Eo 100 và 140.000. 140.000 cho một cái quần sọt. Quần sọt 140. Lên tiếp. Trời ơi mấy chị, em nghĩ là mấy chị nên mua những quần sáng này nha, rất là dễ phối đồ, phối quần nha mấy chị. Cái này của em là eo 104 mã 200. Eo 104 mã 200 kèm cái áo Quảng Châu 106 là trời ơi xuất sắc, đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị. Màu đen hắt chán lắm nha, nhìn mình ốm lắm mấy chị. Mua cái áo này đi, phi size từ 60 đến 95 kg nha. Phi size từ 60 đến 95 kg nam nữ đều mặc được. Và cái quần là mã 200 eo 104. Mã 200 eo 104, chị đều thích chốt liền cho em. Có quần mặc váy không em? Có quần mặc váy không em? Dạ, chị Nguyệt Đỗ đợi xíu nha. Một mấy quần quần ghen đúng không chị? Quần ghen. Rồi đây đây mấy chị, mã 200 và eo 100 nha. Mã 200 và eo 104, chị nào thích chốt liền cho em mã này nha. Mã 200 eo 104. Rồi tiếp size nhỏ nhỏ hơn tí xíu cho mấy chị lựa nè. Cái này là mã 10 và eo 98. Mã 10 eo 98, chị nào thích chốt liền cho em. Đúng rồi, em là quần gen đúng không? Quần gen còn không? Quần gen á, quần ba cái 150 á. Ừ. Bữa thấy đem bán nha, không biết bán. Đây mấy chị đợi một xíu nha, đem kiếm cho. Rồi mã này là mã 10 eo 98. Chị nào eo 98 hút liền con này nè. Cái phơm thì hơi bị sai nha mấy chị. Cái phơm từng đường chỉ luôn, từng đường kim mũi chỉ rất là tỉ mỉ nha mấy chị. Mà phơm dày dặn lắm luôn ha. Đây là phía sau nè mấy chị. Mã này là mã 10 eo 98. Mã 10 eo 98, chị nào thích chốt liền cho em con này. Mã 10 eo 98 kèm cái áo cho em kẹo. Kèm cái áo cho em 106 con gấu đen nha. Câu lộn con thỏ, thỏ đen. Và kèm cái quần. Đó, xinh chưa mấy chị? Nhìn trẻ trung chưa à? Cái này mấy chị mua cho bé mặc cũng được nha. Phơm nó lộng đại thoải mái đẹp lắm. Thun đẹp lắm nha mấy chị. Cái quần 106, mã 10, eo 98. Cái vậy áo 106. Ngày đây like 2 cặp luôn nha anh chị. Chị Nung Lê. Alo, alo chị Nung Lê nha. Cả ngày hôm nay không thấy. Alo, alo mấy chị. Đây, cái quần này là eo 98. Đó. Dạ em biết rồi chị, để nha. Con bé nó qua bên kia nó kiểm tra thử con rồi em báo chị nha chị ơi. Rồi mã chứ không 98. Có ở bên đây. Em cho người qua bên nó kiểm tra rồi chị. Chị Nguyệt Đỗ đợi một xíu nha. Rồi đây mã 115 eo 90. Mã 115 và eo 90. Đây đây đây, thêm một cái áo gấu đỏ. Áo gấu hồng cưng không mấy chị? Đó mấy chị, nhìn nhiều khi nhìn không có đẹp nhưng mà phối vô nó đẹp lắm mấy chị. Mã 115 và eo 90 nha. Em đang cầm mã 115 eo 90. Mã 115 eo 90 nha mấy chị ơi. 140 cái quần sọt. Dạ. Còn áo là 160.000, phi size từ 60 đến 95 kg mấy chị nha. Nam nữ đều mặc được luôn, phi size nha mấy chị nha. Nam nữ mặc được, cái quần này hơi bị đẹp nha mấy chị. Hơi bị đẹp nha. Mã 115 và eo 90 nha mấy chị. Mã 115 eo 90 nha mấy chị ơi. Trời ơi. Mã 115 eo 90. Cưng lắm mấy chị, nhìn nó không đẹp nhưng mà mấy chị mà lên phơm mà rất đẹp luôn. Rồi. Mã 76 eo 92. Mã 76 và eo 92, chị nào thích chốt. Mã 76 eo 92 nha mấy chị, phải có giảng nè. 76 eo 92. Mã 76 và eo 92 nha. Có gì cả phân sai chị đi cơ. Đây là mã 76 eo 92. Rồi. Mã này là mã 03 eo 95 nha mấy chị. Mã 03 eo 95. Này là quần ở hả ống suông mấy chị. Mã 03 và eo 95. Giá quần dài 200.000 nha mấy chị. Giá quần dài là giá 200.000. Rồi lên cái quần sọt mấy chị, mã 35. Mã 35 eo 94. Mã 35 eo 94. Mã 35 eo 94 nha mấy chị ơi. Quần sọt là 140 mấy chị ha. Còn quần dài 200.000. Mã 35 và eo 94, chị đều thích chốt cho em mã 35 eo 94. Rồi tiếp nha. Em lên. Dạ hết rồi nha chị Ngược Đỗ ơi. Em lên. Mới kiểm tra về nó báo á. Em lên quần đen eo 90 mấy chị.
Quần ren này eo 90, chị nè, đúng số eo chốt cho em quần 7 tấc này eo 90 nha. Quần này 140 với chị nha, 140.000 cho chị nè, thích cái quần đen 7 tấc nè. Tiếp. Rồi em lên mã 40 eo 95. Mã 40 và eo 95 nha mấy chị. Mã 40 eo 95 này quần 7 tấc nè, có 140 rồi chị nè, hốt hốt lẹ nha. Đó, số lượng ít lắm, có 1 con 2 con thôi, chọt lần chọt vô thôi. 40 và eo 95. Dạ chị. Mã 40 và eo 95 nha, hơi bị đẹp nha mấy chị. Rồi, thích chốt kem mã 40 này eo 95. Tiếp quần dài nha, em lên tiếp cái quần dài này. Cái quần dài này á là mã 11 eo 96. Đây phía sau nha. Mã 11 và eo 96 nha mấy chị. Thích mã chốt kem con này. Mã 96. Tim coi dễ nhẹ nhàng lắm luôn á. Cái ở dưới cái em chị nhìn cái ống nè. Ống này mấy chị. Cái ống là nó hả tua rua nha. Ống tua rua nha mấy chị. Mã này sẽ là mã mã 11 eo 96. Mã 11 eo 96 200.000. 200.000 cho một cái quần nha mấy chị. 200.000. À mã 20 và eo 96. Mã 20 eo 96 luôn mấy chị. Mã 20 eo 96, chị nào thích chốt cho em mã 20 eo 96 á. Mã 20 eo 96 nha mấy chị ơi. Mã 20 eo 96. Đây. Mã 20 eo 96, chị nào thích chốt liền. Mã 12 eo 100. Ủa, mã 12 eo 92. Mã 12 eo 92 nha mấy chị. Mấy chị, đây là quần tôm mì nha. Hơi mã 12 eo 92. Trời ơi, hơi bị xinh luôn mấy chị. Ở phía lưng quần nè mấy chị nhìn nè. Tôm mì á, nó lót cho mình á, một vải thun ở phía sau á mấy chị. Cái chân mình á, mình mặc lên rất là êm nha, không có bị cứng bụng gì hết trơn. Mã này mã là mã 12 và eo 92. Phơm phơm ống đứng nha mấy chị, mã 12 eo 92. Tôm mì eo 90. Kiếm cho chị, tôm mì eo 90, ok chị. Dạ ok. Mấy chị cứ cho em số eo là em tìm quần nha mấy chị nha mấy chị ơi. Cái này là ủng hộ tụi em mấy chị ơi. Đây. Em lên một cái mã eo 90, mã 01 eo 90. Mã, hello chị Nguyên Phạm ha, để em kiếm cho chị. Đây mã 01 và eo 90. Mã 01 và eo 90, chị nào thích chốt cho em mã 01 eo 90 nha. Hơi bị xinh nha mấy chị. Mã 01 eo 90. Đó. Em lên sò tiếp mã 02, mã 20 eo 90. Mã 20 và eo 90. Cưng không? Dễ thương ha. Mã 02 và eo 90. Hello chị Tuyết Nguyễn ạ. Mã 20 eo 90. Rồi. Cái áo này hơi bị xinh, chốt liền 160 mấy chị. Áo hơi bị xinh, chốt liền 160k. Đây. Cái tôm mì này chị. Chị Nguyên Nguyễn ơi. Dạ, yeah. Quần dài là 200, quần đùi là 140 nha mấy chị. Còn riêng tôm mì là tụi em bán cả lên 20.000 nha mấy chị ơi. Rồi, cái quần này là eo 96. 96 luôn hả? Ừ, eo 96 mà, nè. Để nè. Cái này là eo 96 mấy chị. Chị nào thích chốt liền cho em quần tôm mì 7. Đi luôn đi, mẹ 01 eo 96. 01 vô chứ quay vô 01 không á. Có người chung. Cỡ chứ đâu có xe đâu. Rồi mã này mã 01 eo 96 mấy chị. Thích chốt liền quần tôm mì. Mấy chị nên mua quần tôm mì, lý do là biết sau mình có cái lưng chung nó tạo cảm giác thoải mái lắm, lưng thun co giãn mà. Đó nó không có ngứa ha. Đây mã quần tôm mì. Mã 01 eo 96 thích chốt liền cho em mã quần này. Rồi tiếp nha mấy chị đợi em đợi nè, em. Cái đây 120, cái đây eo 100. 102 nè. Rồi cái quần tôm mì mấy chị ơi. Cái chị nào mà đúng form mình cái quần tôm mì hốt lẹ lẹ cho em thiệt. Có nhiều chị size nhỏ đâu có quần để mua để em bán đâu nè. Quần này là eo 92. Eo 92 nha em mấy chị. Em chốt cho chị cái này nha chị Nguyễn Phạm. Đẹp lắm chị Nguyên Phạm, 90-92 là vừa. Dạ, tôm mì eo 84. Rồi ok, để okay, em tìm cho chị nha chị. Chị chờ em xíu đây, chị đây đây nhau. Có quần tâm mấy hơn 9 nè. Cái này là chị Nguyên Phạm hơi bị xinh nha. Eo 90-92 là vừa rồi chị nha. Đây quần đây, tôm mì. Cái đây chốt cho chị Nguyên Phạm. Rồi em chốt chị Nguyên Phạm. Rồi em 220 nha chị Nguyên Phạm. Dạ ok chị. Rồi em lên mã 56 và eo 98. Quần da eo 96 xanh đen hoặc đen không rách.
quần nghiêm có hết nha chị, để em tiền nha mấy chị nha. Rồi mấy chị không muốn không lắc đúng không, em kiếm lên không lắc, đợi em kiếm lên hết con này. Cái này là mã là mã này, ủa đâu mã 56 eo 98, mã 56 và eo 98 chị là hết tiền nhẹ, rất nhẹ nhẹ chốt cho em mã này 56 eo 98 nha. 56 eo 98 cái gì em 96 96 xanh đen hả, hoặc không đắt đúng không, từ từ đây 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 96 rồi mấy chị em lên con này mã 03 eo 98 mà kiếm mấy chị eo 86. Dạ ok chị Hoàng My, chị Hoàng My ở lại với like với em nha, chị Hoàng My, chị Hoàng My lấy cái đây nè 86 nè. Ô tay đây 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 chị Hồng My, chú chị Hồng My cái 86 đây 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 Hoàng My, cái đó đẹp lắm á chị ơi, 220.000 hơi bị đỉnh nha chị Hoàng My, chốt cho chị cái này nha, eo 86 luôn, đúng luôn, đúng gu rồi đó, mã này là mã 17 eo 86 ha, em chốt chị này nha chị Hoàng My nha, tin không gắt hơi bị đẹp luôn, bảo đảm chị mê ở phía lưng có là logo Tommy hơi bị xịn nha. Rồi chốt với chị Hoàng My cái này ha chị, ok nha, báo em. Ok báo em nha. Dạ hôm nay tụi em live riêng không nha chị? Là vậy chị em không thích đường viền hi hi. Dạ ok chị thả cái đó còn khác. Chị tới 286 chị Trang Nhơn cũng vừa mà. Chị Trang Nhơn eo 84 ấy. Chị Trang Nhơn ơi em có con eo này chị chốt không? Trang Nhơn có báo em nha, mã em đang nãy hôm qua là 17 á. Chị muốn chốt cái quần nãy eo 84 86 là mã 17 thì chị báo em nha. Rồi em nay em lên con mã 03 eo 98. Mã 03 eo 98 chị nào đúng sai đúng số eo chốt liền cho em. Lật lên ở dưới nó có. Đây, mã 03 eo 98 mấy chị. Cưng quá. Đây, cái form này hơi bị đẹp nha mấy chị. Form này form đứng đẹp lắm á. Mã này là mã 03 eo 98 chị nào đúng số eo chốt liền cho em thi. Mã 06 eo 88 nè. Chị Trang Nhân chốt chốt cho chị Trang Nhân nha. Ờ đây nè. Quăng đi cho chị Trang Nhân ơi, chị giao chị Trang Nhân cho mình nè. Em lấy quân cho chị nha chị Trang Nhân. Trời ơi, chị Nguyên Phạm. Tôm mì không rách. Đây đây chị Hoàng My thích này không? Dơ dơ là cho chị Trang Nhân coi. Nè, con này cho chị. Chị Hoàng My ơi, cái eo này là eo 8688 nè, chị mê con này không? Em chốt nha. Chị mê con này hơn chị Hoàng My. Còn mã 06 cũng là tôm mì luôn nha, lai lực. Cưng lắm á. 220.000 rồi chị Hoàng My. Con này là eo 8688 nha. Coi dạng thoải mái rất là đẹp luôn. Mã mã 06 chị Hoàng My nếu thích chốt cho em con mã 06 này nha. Giá 220.000. Rồi thích chị, chốt cho em. Chị Trang Nhơn ơi em chốt cho chị cái này nha chị. Rồi chị Hoàng My ok con Tâm đó. Mì 220 nha. Chị Trang Nhơn em chốt cho chị cái này nha. Rồi ok chị Hoàng My em lấy con đó nha. Eo 84 đến 86. Qua rồi. Lấy rồi chị Hoàng My. Không, đang, đang rồi đây mấy chị. Eo mã 151, eo 85, mã 151 và eo 85 hơi bị rách chưa? Chưa ok. Đó, lấy đi để con bà hỏi chứ. Đừng lấy sọc không? Rồi, mà đừng lấy sọc kia nha. À là không lấy sọc tôm mì. Dạ ok chị đếm kiếm cho. Đếm kiếm thì đợi một xíu. Chị mã 03 eo 98 nhé. Mã 03 eo 98 hồi nãy. Bên từ đâu rồi? Dạ ok chị Tô Hiền, Tô Minh Trân thôi shop thôi. Dạ ok chị Trang Nhân, chị đợi một xíu. Tôm mì, tôm mì eo chị Trang Nhân là nhiêu nè? Để em coi. 84, dạ rồi eo 84 đợi em kiếm nha. Đây là mã 09 eo 88 mấy chị. Mã 09 eo 88 chị nào thích chốt liền cho em mã 09 eo 88 nha. Em cứ lên liên tục cho mấy chị ở lại chơi với em tí nha mấy chị. Chị đó ở đâu? Rồi ok chị Hoàng My em kiếm cho chị eo ha. Ủa tôm mì Trang Nhân, tôm mì chân. Ok chị, em lên liền. Mã 10 và eo 94. Mã 10 eo 94 chị nào thích chốt liền cho em mã 10 eo 94 nha mấy chị. Mã 10 eo 94. Bắc Ninh chị. Rồi em lên cái mã này nè mấy chị ơi. Cái mã này là mã Việt Nam xuất khẩu, eo 86 đến 88 nè. Mã này không có mã luôn, em ghi mã 2 nha. Mã 2 eo 8688. Đó. Mã 2 eo 88 đến 86. Đâu? Đâu? 86 đến 88 mấy chị. Thấy nhiều chấn thương hơi nhiều. 86 đến 88. Cái quần này giá 200.000 mấy chị nha. 200.000 cho cái quần lực lai xinh không? Đó, chị nào thích chốt cho em cái quần này. Hiểu nè. Xinh không?
Đó. Chị nào thích cho cello cello này giá là 200.000, thích chốt liền kem nha. Có thị xã hoặc là lực nha mấy chị. Hả? Rồi, đây chốt thì... kem con này mã 02. 02L 86 đến 88 nha mấy chị. Thích chốt liền kem mã này. Bao cái đây. Rồi mấy chị đợi em. Kiếm tâm mì coi. Kiếm tâm mì em 84 ha. Mấy chị đợi em nha, đừng đi đâu cả, đợi em. Trời. Dạ, cái này là eo. Cái này là eo 86 nè. Chị tám mấy? 84. Cái này lượt là chị Trang Nhơn ơi. Trang Nhơn ơi lấy cái này đi chị. Quần tôm mì eo 86 nè. Eo 86 thích không chị? Chốt liền cho em cái mã này. Cái mã em đang cầm chị ghi là mã 04 nha. Mã 04 em đang cầm. Cái đó là nhiêu? 86. Yêu nhiêu? Yêu 86. Chị Trang Nhơn ơi, cái này eo 86 thích thì chị cho chị đi, chị Hoàng My kìa. Cho chị đi. Dạ ok chị. Chị Hoàng My eo 86, mã 04 eo 86 chị nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Hoàng My đẹp á. 220.000. Con này eo 88 không rách. Đây 76 eo 88 không chắc. Quần bình thường thôi em. Dạ ok. Đây quý chị. Đây thì mã 76 eo 88 đây, không rách eo 88. 86 88 mặc được cho mấy chị nha, tại coi dạng á. Hả? 86 88 là ok. Cái quần em đang cầm là mã 76. Mã 76 và eo 88. Đây là không rách nha mấy chị nha. Quần chính tất á. Hả? Thích chốt liền cho em mã này. Mã này là mã 76 nha, quần tôm mì giá 200. Hai. Đúng rồi. Đây cái quần tôm mì nè mấy chị. Cưng lắm. Thích chốt liền trên mã quần này là mã 76 nha mấy chị. Mã 76, 86, 88 là ok. Ok cái quần này cho em. 76. Rồi em lên 75 meo 88. 75 meo 88 cái quần dài hơi bị đẹp. Cái quần dài ghim hơi bị đẹp không ngắt. Mã 75 meo 88. Mã 75 meo 88 cho em. Em chị quần dài không ít không sọc. Quần dài không ít không sọc. Cái này không chịu á chị. À chị muốn là quần tôm mì hả? Không gách không sọc mà không có sọc đúng không? Là quần tôm mì đúng không? Còn quần này quần thường nè. Quần thường mà cũng xịn lắm nha chị. Đẹp á. 75 eo 88 eo của chị. Thích thì chốt về 75 hen. Còn trong lúc chị chờ đợi thì ở lại với em nha. Để kiếm có quần tôm mì nào không có sọc không rách đâu em báo ha. Mã 75 eo 88. Mã 75 eo 88. Chị nào thích chốt liền cho em 75 eo 88 linh tư. Dạ ok chị. Buồn thường lên. Rồi lên cái quần sọt đi. Trong lúc kiếm đi. Mã 200 eo 104. Trời mấy chị. Ở đây mấy chị nên mua một cái quần sáng nha. Dễ mặc phối đồ đó. Em tức á. Em nghĩ mấy chị nên mua. Đây nè. Cái áo là em á là có 160 hay cái quần 140 cưng lắm. Ha, quần xinh sáng dễ phối lắm mấy chị nha. Cái quần này là 140 còn cái áo 160. Rồi phơi phi size từ 60 đến 195kg nha. Áo là phi size từ 60 đến 95kg. Cái quần này mã 200 eo 104. Eo 104. Mã 200. Rồi, lên tiếp cho chị mã 01 eo 98 nè. Mã 01 eo 98 thích chốt liền cho em mã 01 và eo 98 cho em. Mã 01 eo 98 nè mấy chị. Phơm này là phơm ôm ha. Phơm ôm và xin của bên em là co giãn nha mấy chị. Hơi bị đẹp luôn. Cái vải là hơi bị đẹp. Co giãn thoải mái cho mấy chị. Mã 01 eo 98. Mã 01 eo 98 chị nào thích chốt liền cho em con này mã 01 và eo 98 nha. Qua luôn. Tôm mì nè. Cái tôm mì eo 90 à, mã 09 eo 9. Mã 09 eo 94. Mã 09 và eo 94. Chị nào thích chốt cho em cái quần chính tất này. Mã 09 nha. Và eo 94 hơi bị đẹp nha mấy chị. Em nói rồi cái khúc này à, mặc là mấy chị ghiền á. Nó mịn nó không làm cảm giác mình ngứa ngay chỗ cái lưng đâu mấy chị ha. Tâm mì nó xịn lắm. Và cái thun này là thun co giãn nữa. Đó. Làm cho chị á, cảm giác cho mấy chị thoải mái vô cùng. Rồi. Cái mã này em đang cầm là cái mã 09. Mã 09 eo 94. Mã 09 eo 94 chị nào thích chốt cho em đi là mã 09 ha. Mã 09 cái quần này là 220.000. Đẹp lắm. 220.000 cho một cái quần. Rồi em lên tiếp cái mã 04 eo 94.
Mã 04 eo 94 nha mấy chị nha, hơi bị đẹp luôn. Trời ơi, chị nào size của mình chốt liền kem mấy chị, size của mấy chị là chốt liền để hết, hốt liền kem. Con này là mã 04 eo 94. Mã 04 eo 94 ạ. Rồi, thích chốt liền kem mã 04 eo 94 nha. Đâu lên nào? Chị lên cục này, cục này nhỏ này. Ok, em lên cục nhỏ trước mấy chị nha. Mã 00 eo 90 quần sọt 104. Mã 00 và eo 90. Mã 00 eo 90. Ủa áo rớt rồi, áo trắng rồi. Vô coi. Mã 00 và eo 90. Chị nào thích chốt kem mã 00 eo 90 nha. Đẹp lắm. Đó, quần sọt nhưng mà không hề ngắn củng kỉnh tí xíu nào mấy chị, nó dài. Đó, mã 00 eo 90, chị nào thích chốt mã 00 eo 90. Rồi, em lên cái quần eo 90 cho mấy chị nè. Quần mã 05 eo 90. Đó, 05 eo 90, chị nào thích chốt liền cho mã 05 eo 90 đi ạ. Quần này là firm, ống, ôm ha. Eo 90 luôn mấy chị, eo 90 nên rất là dễ mang, dễ mặc nha. Màu xanh zin đậm, mấy chị có thể phối áo với quần này rất là dễ. Đó, mã 90, ô lộn, mã 05 eo 90. 05 eo 90, chị nào thích chốt liền kem nha, đi làm mã và kèm số eo. Giá quần sọt là 140, quần dài là 200.000. Quần dài là giá 200.000 nha mấy chị. Em lên cái mã 13 eo 82. Mã 13 eo 82, chị nào thích chốt kem cái mã 13 eo 82 này. Cái phong cách cá tính á, mấy chị thích cá tính chốt liền kem cái mã này. Mã 13 eo 82 ha. Mã 13 và eo 82 nha mấy chị. Rồi em lên, ủa mà này qua rồi. Em lên một cái quần sọt. Qua rồi. Mã 23 eo 88. Chị là nhỏ nhỏ nè, chị Trang là hơn là chị Trang Nhân hoặc là chị Hoàng My mua cái này cưng. Mã này mã 23 eo 88 nha. Chào chị cái tên. 23 eo 8. Hello chị Giao Phèo. Đây, cái mã 23 và eo 88. Chị Phèo. Kiếm em 100 cho chị Phèo. Rồi em 100 cho chị Phèo. Đây mấy chị, áo thun gấu trắng 100.000. Đưa cho chị Phèo coi, trời ơi, em mới bóc chị Phèo vô luôn chị Phèo ơi. Đây, trời ơi cưng không? Cưng cỡ này mà mấy chị không mua hả mấy chị? Mã quần em đang mặc là 23 eo 88 và cái áo thun giấy 100.000. Trẻ chung cỡ này mà mấy chị không lấy, không hốt về cho em. Đây nè, cái quần này xinh lắm nha, eo 88 ấy mấy chị, eo 88 nha. Và cái áo 100.000, áo thun gấu đỏ, gấu hồng. Áo thun gấu hồng 100.000, còn cái này nhiêu eo 100 hả? Trời ơi, mã 08 eo 100. Mã 08 và eo 100 quần tôm mì nha. Mã 08 eo 100, giá nhiêu? 220.000. Ủa sao nước đào trộm theo. 220.000 mấy chị. Cái này là có lưng thun nè ha, tạo cảm giác thoải mái, mấy chị không cảm thấy ngứa ngáy cái vùng bụng của mình đó. Đó, xịn sò lắm luôn. Cái quần tôm mì giá 220 và cái mã là 08 100. Hồi chiều bé có ai nhớ có tiền chị An Nguyễn cho chốt áo trắng không? Mã 08 mèo 100, thích chốt liền cho em mã 08 nha. Mã 08 mèo 100. Rồi em lên cái mã này, mã 35 mèo 8890. Mã 35 từ 88 đến 90 nha mấy chị. Đó. Mã 35, chị nào thích chốt cho em mã 35. Mã 35 eo 90. Cái đây chốt cho chị Huỳnh Anh Nguyên nè, hôm chiều chị gặp nè. Rồi, chốt. Tám lai xăng á. Bao nhiêu tiền? 140. Rồi chốt đi. Huỳnh Anh Nguyên. Đây mấy chị. Cái quần này mã 35 160. Mã 35 eo 8890, chốt liền cho em thi con quần này có 140. 140 và cái áo 100.000. 100.000 đẹp ha. Đẹp ha. Chốt liền. Hello chị Tuyết Nguyễn nha. Cảm ơn chị Thả Kim Kim. Đây mấy chị, mã 35 eo 8890, chốt liền cái quần này cho em, xinh lắm á. Xinh lắm luôn. Cái áo em đang cầm. Chị Trâm, An Nguyên chỉ có 300 áo trắng thỏ 75kg. Đây nè. Đây áo này 100.000, thích chốt liền cho em con này. Đây mã 04 eo 96. Mã 04 eo 96, quần là quần 7 tấc nha, 140, chị nào thích hốt liền. Trời kìa, áo này cưng quá.
Trời ơi, nguyên set luôn chị ơi. Vô luôn rồi. Đây 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 đây. Nguyên set luôn ha. Áo này là áo gấu à, áo trắng gấu hồng cộng với lại mã 04. Mã 04 của chị vợ phèo. Đây. Hay quá chị ơi. Đẹp. Thêm cái áo đi chị vợ phèo. Vợ phèo. Cái áo này cưng ha. Áo này dễ thương hợp chung với lại cái quần luôn á. Chị áo... mua áo áo em không? Em cậu em bán gì luôn. 140 đúng không? Đây. Áo này là 100.000 cưng lắm luôn, thích ha. Thích chốt kia. Rồi rồi em lên tiếp. Cái này là 140. Rồi mã 09 yêu 90. Trời ơi, con này hơi bị đẹp lật lật lên. Ok, sẽ tìm nãy giờ tìm quần cho chị Trang Nhân. Trang Nhân chưa có đây. Ừ, chưa có. Size 84, eo 84 á. Chị eo 84 trơn không đẹp. Em mất tiền. Đây chị. Mua em chi em ăn tốn cơm lắm chị ơi. Mã 09 và eo 96. Mã 09 và eo 96. Mua em heo. Cái quần này hơi bị xịn nha mấy vị, mấy chị nhìn cái hả lưng đó nè. Có chữ thẳng đàng hoàng nha, xịn không? Đẹp lắm. Cái phơm hơi bị đẹp luôn. Mã nhiêu nè. Mã 09 eo 96 giá 140.000, 140.000 thích chốt liền cho em quần này nha. Quần 140.000 à. Trời ơi có quần hoa nè. Họa tiết cưng quá à, chị nào xoay lớn lớn chốt con này kia mấy chị. Eo mã 03. Mã ủa nhiêu vậy? Mã 05 đi mấy chị. Mã 05 eo 104. Lấy quần 7 tấc eo 96. Lấy quần 7 tấc eo 96. Đây quần này. Đây đây. Đúng rồi mấy chị. Mã 09 á, mã 09 mấy chị ha. Rồi đây 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 em có cái quần này nè mấy chị, cưng lắm à. Họa tiết hơi bị lạ nha. Quần 7 tấc. Đúng rồi, quần 7 tấc 140 luôn. Đây phải tấc không? 7 tấc á. Dạ. Yeah. Mã 05 eo 104 thích chốt liền chở quần này mặc hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp mấy chị phối cho em. Cái áo đơn giản thôi. Cái áo đơn giản thôi mấy chị. Đó, với lại cái quần này hơi bị đẹp luôn. Đó, chị nào thích chốt cho em áo 100.000. Cái quần 140. Cái quần 140 hơi bị đẹp. Lấy quần 7 tấc không lấy quần vừa thấy ra. Ủa? Quần 7 tấc nào? 7 tấc eo 96. Nè, quần 7 tấc eo 96 nè chị. Nè 7 tấc mà. Đó. Quần 7 tấc mà. Đây 7 tấc. Chứ 7 tấc ở đâu? Cho đợi chút. Ủa 7 tấc nào ta? Phải quần này không chị? Phải quần này không chị cho kìa. Eo 96 nè, cái mã này mã 96 đó, eo 96 đó. Tìm cái eo 96. Mới thảy ra là cái nào ta? Chị thảy ra đó. Đó là đùi. Ừ, đùi không ơi chị, đó là đùi. Ủa nãy giờ em đang đùa người ta. Kiếm cho chị đúng không? Ý là kiếm cho chị hay chị? Đúng không? Ý là lựa. À lựa cho chị. Ok chị. Đây đây đây. Cái mã 05 nè. Mã 05 eo 106. Cái quần này xịn lắm nha mấy chị. Mấy chị hơi to to hơi đẹp. Eo 96 đúng không? Rồi ok chị em tìm nha. Có điểm vào. Đây. Đây đây xinh ơi là xinh. Xinh lắm là xinh. Áo 100, quần 140. Quần này đẹp lắm mấy chị. Cái quần màu hồng này em chốt rồi đó, chị em người này lấy vô. Không, cái đó của chị vợ phèo đó thôi. Đó, xinh chưa à. Nè, hoa tiết. Bảy tóc là cái này gì nữa. Không, chị lựa thêm cái nữa, em thích xấu. Rồi, chốt liền cho em con này nha. Giá 140.000. Cái quần hồng này chị vợ, là chị vợ phèo lấy rồi nha, chị em người ơi. Quần hồng còn nè, còn quần hồng nè, đây nè. À, chị Hai Minh Nguyễn chắc nha, nói với chị vợ. Nói với chú màu hồng em chút rồi đó. Ok. Ủa, thích màu hồng không nè, màu hồng còn con nè. Đi lấy thôi, vợ lấy thôi. Ủa gì hả? Đây em lên quần sọt nè. Mã 78 eo 104. Mã 78 và eo 104. Giá 140.000 nha mấy chị. 140.000. Mã 78 eo 104. Đó. 78 em 104 có chân váy mấy chị. Lên đây lên đây có. Mã 11 em 98. Mã 11 em 98 chị nào thích chốt cho em. Ủa mấy chị chia sẻ lên cho em thi nha. Chia sẻ và có thể nói chuyện với em. Chấm chấm cho em lên cũng được ha. Đó, chốt cho em cái chân váy này nè. Cái chân váy 106 và cái mã này là mã 11 em 92. Mã 11 em 92 cái này hàng shop mấy chị nha. Hàng shop bán tới 300 mấy luôn mấy chị. Đó tới 200.000 mắc không? Quá trời giá cao quá trời quá đất. Đây cái váy này 160.000. Đây mã 42 eo 88. Mã quần sọt mã 42 và eo 88. Chị nào thích chốt cho em mã. Mã này nè.
Mã này mã 42 eo 88 nha. Mã 42 và eo 88, chị nào thích chốt liền cho em mã 42 nha. Rồi em tiếp lên cái quần hổng có gách cho mấy chị. Hổng có gách là eo 108 mã 46. Đó có chị nào á hả phơm bự bự chốt cho em cái quần này đi. Cái quần này hơi bị đẹp luôn á, quần này giống như 7 tấc á mấy chị. Quần này mã 46 eo 108. Mã 46 eo 108 chị nào thích chốt cho em ha. Em không tám cũng được em. Cực quá. Em lên chợ xíu đi chị. Mã 46 eo 108 thích chốt liền cho em. Đó. Mã 46 eo 108. Mã 88. Hai cái tấm tấm này lên rách hả? Ừ, rách. Rồi, mã tiếp theo là mã 7, mã 7 eo 95. Mã 7 eo 95 nha, tôm mì. Tôm mì đa số là hơi cào cào với chị Trang Nhơn ơi. Đó, có lực nè. Rồi mã này là mã mấy nãy mới nói. Mã 07. Mã 07 eo 95. Mã 07 eo 95 tôm mì eo 95 nha mấy chị. Cái lưng quần nó hơi bị xịn đây nè. Đó, lúc nào cũng cứ nói cái lưng quần nó êm lắm. Quần tôm mì nó êm lắm, giá 220. Mã này là mã 07 nha. Và eo 95, chị nào cái số eo 95 chốt liền con này để em Út kiếm cực cho chị. Mã 07 eo 95. Mã 62 eo 94 nè mấy chị. Mã 62 và eo 94. 62 eo 94 chị là thích chốt cho em mã 62 này đi. Mã 62 này đẹp á. Cưng á. Cưng á. Mấy chị mua một áo đi mấy chị, áo phun ba lỗ nè. Đó, áo gấu nè 100.000, áo gấu xanh 100.000 kèm cái quần 104. Đó. Phối vô cho em xinh lắm, chị chung vô cùng mua cho bé mặc cũng được nha. Cái áo thun này là mua cho bé mặc nhà ha, 100.000 đi tới lui lịch sự lắm, bảy thun gọi dạng lắm. Giống 07 90. Không phải yêu 90. Quý vị cái gì không? Là nãy chị chốt á. Nãy chị chốt 07 rồi giống vậy á. Coi cái mã nó là sao cho chị coi. Đây, áo thun này 100k chị nào thích chốt cho chị này. Ơi. Rồi rồi, 07 eo 95 kìa. 07 eo 95. Mới like luôn. Đâu? Đâu? Chị mới cầm mới cái mà ấy. Chị báo giá đó. Bển nó kìa. Cái mà 07 đâu. Đó. 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 Mẫu coi thử. Ba đó. Rồi 90 đúng không? Rồi đã dạ chưa chị ơi, chị Phèo ơi đang làm dự phòng mấy chị. Đây, mẫu này đúng không chị à? Thu Hiền Nguyễn Thị. Đó, mã 09 ha. Báo lộn mã 07 eo 95. Rồi em chốt với chị hen. Mẹ con nằm chở nó chị vào theo. Trời ơi, chị Thu Hiền đúng cú pháp quá luôn á chị. Cảm ơn chị nhiều luôn á, hay là kiếm thấy mẹ luôn. Đây mã 57 eo 94 tâm mì. Mã 57 và eo 94 chị nào đúng số eo chốt liền cho em ạ. Mã 07 eo 94 140.000 ha, 140.000 thôi mấy chị. Kiếm cho chị cái nguyên cái tâm mì. Rồi cái giống vậy. Đây đây trời cái tâm mì đẹp quá mấy chị, cái tâm mì đẹp quá. Ủa chị Nguyên ơi, chị Nguyên thích quần sọc không? À, không kiểu thích sọc phải không? Cái này hơi bị đẹp là eo của chị nè. Mã 99 eo 88. Mã 99 và eo 88 cái quần 9 tấc này. Ôi lộn 7 tấc ha. Quần 7 tấc là 160 nha chị nha. Áo dài đỏ 320 nha chị ơi. Áo dài đỏ là 320, áo dài hồng cũng 320 luôn mấy chị ha. Hồng em mới đăng hình á. Dạ 320 hết đi chị, đỏ và hồng mới là 320. Rồi đây đây, cái quần này. Áo dài hồng họa tiết hoa mẫu đơn á cũng 320. Còn áo dài đỏ mà có cái khuy áo như đây cũng 320 chị Mile ha. Có size được 60 đến 100 kg đó chị. Đẹp lắm. Rồi mã 99 eo 88. Dạ hôm nay tụi em like quần jean đó chị, nên là không có áo dài nữa. Rồi mã 99 eo 88 chị nào thích chốt liền kem quần này. Có chụp phần có chụp phần trên thêm bay đó chị. À, xinh lắm, cực kỳ xinh luôn. Mã này hơi bị đẹp, 7 tấc đẹp lắm. Mẫu nó có chụp hình hả chị à? Mã 27 eo 90. Em có chụp hình trên đăng Facebook rồi chị vào phèo. Chị vô coi giùm em hen. Anh em lên quần jean rồi. Em không đem áo dài qua chứ chị coi được. Mã này là mã 27 eo 90. Mã 27 eo 90 của cái quần tâm mì phong hông quần thường nha mấy chị. Cái quần này mã 27 eo 90. Mã 27 eo 90 chị nào thích chốt cho cái mã này, quần này nè. Cái mã quần này không có gách nhưng mà nó rất là đẹp coi dễ nhiều nha mấy chị nha. Áo quần này giá 200.000 thôi. Quần này giá chỉ 200.000 thôi mấy chị. Mã 27 eo 90. 27 eo 90 nha mấy chị. 27 eo 90. Mã 21 eo 95. Mã 21 và eo 95.
Đó. 21 em 95 cái phơm này quá xuất sắc rồi, đúng số eo thì chốt thôi nha mấy chị nha. Em không nói 27, gì nữa nha. 90 của chị Trang nha. Đây, 27 eo 90. Đây đây cái mã 21 eo 95. Đó. Mã 21 và eo 95 thích chốt cho em mã này nha. Cái mã này là siêu hot rồi, đúng số eo thì mua thôi mấy chị ha. Mã 11 eo 92. Mã 11 và eo 92 ạ. Mã 11 eo 92. Đó, đúng số eo chốt liền cho em Thi nha. Mã 11 ạ. Mã 11 eo 92. Còn 10 eo 85. À 95. Em mày eo 95. Mã 21. Đây 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 đây, tôi mày eo 95. Tôi mày eo 95. Dạ ok, cảm ơn chị Huyền Trang Lê. Đo cái này thử mẫu. Đây. Đo cái đây con thử. Dạ em cảm ơn mấy chị là đúng đúng cú pháp nha mấy chị nha. Trang Nhân để em đo thử cái đây tôm mì luôn này. Theo yêu cầu kia con thử có vừa hay không nha chị. Vậy đợi em một xíu nha chị Trang Nhân ơi. Có con này hay bị đẹp. Cái này là ơi 86 nè. 86 yêu chị đúng không? Đây chị Trang Nhân ơi, chị thích mẫu này không? Yêu 86 nè. Con tôm mì yêu cầu chị luôn á. Trời kiếm ra chị Trang Nhân ơi. Hơi bị mừng. Tôm mì cái này là không tôm mì eo 9 ở 86 này chị Trang Nhân. Tôm mì không đắt không viền. Khốn đi chị. Không đắt không viền nè. Quần tôm mì eo 86 là eo chị đó chị Trang Nhân ơi. Trời ơi mừng. Mã 21. Mừng cú hồn. Mã 21 đang treo á. Dạ ok chị. Em lấy rồi chị Huyền Trang Ly nha. Rồi cái quần tôm mì này em eo 86. Dạ ok cảm ơn chị nhiều ạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Mã 97 eo 104. Mã 97 và eo 104 nè mấy chị. Trời ơi, cái quần nè xinh quá, không có gách. Mấy chị mua không cách bây giờ có nhiều cái quần gần tới không ra. Đây mã 97 eo 104. Tốt, chơi rộng chốt liền cho em mấy chị. Mã 97 eo 104. Alo mấy chị ơi, chia sẻ cho em mấy chị. Chia sẻ rồi nơi tương tác nói chuyện với em nha mấy chị nha. Chia sẻ chấm chấm lên. Để em một mình cô đơn lắm mấy chị ơi. Đó, mã này là mã 97 em 104 ạ. Đó, 97 em 104 thích chốt cho em nha. Mã 16 em 98 mấy chị. Mã 16 và eo 98. Không có đắt nha mấy chị, phơm là phơm ống suông. Mã 97 eo. Ủa lộn, mã mấy trời. Đây là mã 08 em 90. Nhìn mình dễ coi. Dưới kìa, mã 16 em 98. Mã 16 em 98 mấy chị. Mấy cái này không có mẻ thì cứ đọc số eo thôi, còn mấy cái mà không cái gì hết là mình phải đo là mình ghi lại từ đầu. Đây mấy chị, mã 16 eo 98, chị nào thích chốt liền cho con này ha, mã 16 nha. Mã 16 đẹp lắm nha mấy chị, cái phơm nó mềm á, mỏng mềm á, phim đẹp lắm, phim mát lắm luôn á. Mã này mã 16 eo 98 ạ. Cái set này nào mặc có bán không vậy? 240.000, set này đẹp lắm, em có chụp hình luôn rồi. Cái này đẹp lắm. Đứng lên là hơi bị xinh luôn cái quần. Cưng lắm. Mã 73 eo 110 ạ. À. Mã 73 và eo 110 chị nào. Số eo hơi lớn lớn thì chốt con này cho em. Đó. Thun co giãn thoải mái dày dặn lắm luôn. Mã 73 eo 110. Mã 73 eo 110 chị nào thích chốt liền cho em mã 73 eo 110 này nha. Rồi mã 73 eo 110 thích chốt liền cho em mã này nha mấy chị ơi. Ở lại với em nha mấy chị, em kiếm size cho mấy chị nè. Ở lại với em nha. Đây là eo nhiêu. Đây là cộng mã 10 eo 94 mấy chị. Mã 10 eo 94. Thích chốt lên cho em mã này. Trời ơi cái quần này em dơ lên nó đẹp kinh khủng khiếp luôn khi mặc vô người mấy chị. Mã này là mã 10 nha, eo 94 quần tôm mì nè. À, không rách luôn. Không rách rất là sang nha, mã 10 eo 94. Mã 10 eo 94 thích chốt cho em mã 94 eo 88 nè. Mã 94 eo 88 nha mấy chị. Đó, hơi bị đẹp. Mã 94 eo 88 kèm cái áo cho em. Kèm cái áo 100.000 mấy chị ơi. Áo 100.000 lên cho mấy chị áo 100.000 đây. Áo 100.000 áo xanh lá chữ trắng. Mấy chị cứ cho em số eo đi nha mấy chị ơi. Em đừng đồ em lo mấy chị coi. Áo xanh lá chữ trắng 100.000 thôi nha mấy chị. Mà mấy chị cầm về cái áo là mấy chị mê lắm luôn. Trời ơi có 100.000 à. Chốt liền cho em đi. Còn này mã 94 eo 88. Gu. Mã 94 gu eo 88. Gu của chị đọc nhãn nha mấy chị. Đây đây. Mã
94L88, chị đều thích chốt liền cho em mã 94 nha. Mã 94 đẹp lắm nha mấy chị, lực like nhẹ nhẹ, tin không có cách nhiều nha. Nhìn rất là đẹp. Đâu có con quần đùi 80. Rồi. À, đầu ai 80 này hả? Ừ. Mã 51L94. Mã 51 và eo 94 màu đây trắng. Đây là style trắng của xinh lắm luôn. Xinh cực kỳ. Mấy chị. Trời ơi, có cái áo nào xinh xinh phối thôi. Cái áo xinh xinh em phối áo này là 160.000. Cho chị áo xanh, chữ trắng. Đây đây đây, áo này xinh có 100.000 mấy chị Tuyết Nguyễn. 100.000 anh chị ơi. 100.000 mấy chị. Đây áo đen chữ xanh cộng với lại cái quần trắng xinh xinh. Trời ơi. Set này mà mấy chị không mua hả mấy chị? Cái quần 104 nha, eo 94. Mã quần là mã 51 eo 94 ha. Rất là xinh luôn nha. Đó. Rất nhẹ đẹp không? Quần này là quần 104. Mã 51 eo 94 ha. Rồi. Qua. Cái áo này cũng đẹp lắm nha mấy chị. Áo đen chữ xanh. Em lên cái quần 7 tấc cho mấy chị mà giá có 104, mềm ơi là mềm luôn. Cái quần 7 tấc mà 104 mấy chị. Mã 305 eo 106. Mã 305 eo 106, chị nào phơm to to chốt con này cho em ha. Mã 305 eo 106. Rồi em qua. Em lên cái mã tôm mì này là mã eo 80 nè, nhỏ nhỏ nè. Đó, chị nào thích cái quần này eo 80 nhỏ nhỏ, chốt cho em quần này là 104 nha mấy chị. Quần tôm mì sọt giá 160.000 nha. Trời ơi, có chị nào eo 100 ở đây không? Cưng. Chị phèo quá. Chị nào eo 100 lên tiếng với mấy chị ơi. Alo, alo mấy chị ơi. Nói chung là con này là vải đẹp nhất, đọc nhất hồi giờ. Mã 07 eo 100. Trời ơi, cái quần này hơi bị mát mẻ, thoải mái nha. Vải mềm lắm, vải mềm hơi bị đẹp luôn, phơm ống suông nha. Phơm ống suông á mấy chị, nhìn thời trang vô cùng, mang cái guốc lên hoặc là mang cái dép bánh mì lên là hơi bị đẹp nha. Cái này là mã 07 và eo 100. Mã 07 eo 100 220.000. 220.000 cho chị nào chốt con này cho em. Đây nè. Vậy cái logo xịn chưa? Cái logo xịn chưa? Quần này là mã 07 eo 100. Mã 07 eo 100, chị nào thích chốt liền cho em mã 07 eo 100 này nha mấy chị ha. Đó, thích chốt liền xuống lấy giùm hộp trà quá lục. Mã 07 eo 100. Rồi em lên mã 32 eo 94. Chị là thích cái màu lông chuột, chốt cho em màu lông chuột nè. Đó. Mã 32 eo 94 nha mấy chị. Mã 32 eo 94. Đây đây đây, đây cái áo 100.000 phối cái màu gì mà không đẹp mấy chị ơi. Cái quần này là giá là 104, quần dài 200.000, áo em đang mặc là 100. Áo đang mặc là 100.000 nha mấy chị nha. Mã 32 eo 94, chị nào thích chốt cho em mã 32 nha mấy chị. Mã 32 eo 94. Ở lại mua đồ lý của em nha mấy chị ơi. Mã 97 eo 94. Mã 97 eo 94 mấy chị. Mã 97 eo 94, chị nào thích chốt liền cho em. Trời ơi, mấy cái quần lực lai này mặc lên dễ thương lắm á. Cưng quá trời luôn, thêm cái áo 100.000 nữa. Đi dạo phố nhẹ nhàng cà phê ha, đi xem phim rồi mấy chị. Quần này 104, áo 100.000, nguyên set 204. Chỉ 204 cho một bộ đồ em đang mặc nè. Quần mã là 97 eo 94. Cái áo là 100.000 ha. Áo 100.000 quần nè. Quần đẹp chưa? Quần lực lai nó không có rách nhiều mấy chị. Rách không có nhiều nha. Tin coi dạng thoải mái mấy chị mặc rất là êm luôn á. Mã 97 eo 94. 97 eo 94 à. Mã 04 eo 102 mấy chị. Mã 04 eo 102. Đây đây, quần tôm mì. Quần tôm mì size lớn nè. Mã 04 eo 102. Chị nào thích chốt liền cho em mã 04 eo 102 nha mấy chị nhá. Mã 04 eo 102. Đó, quần tôm mì nha. Tôm mì là 220 nha mấy chị. Còn cái quần này là mã 04 eo 102, chị nào thích chốt liền cho em mã 04 eo 102 nha. Nóng dữ vậy. Nóng quá ta. Rồi đây, cái áo đen nào chị này chưa có, chị nào chưa có con thỏ đen chốt liền cho em thỏ đen 160.000. Hàng Quảng Châu coi giãn, phơm free size từ 60 đến 95 kg, nam nữ mặc được hết nha mấy chị nhá.
60 đến 95 kg thích chốt liền kèm áo đen thỏ. Áo đen con thỏ nha. Rồi em lên cái mã này nè. Mã 14 em 96. Mã 14 và eo 96 thích chốt kèm mã 14 em 96 liền nha mấy chị. Xinh lắm luôn. Rồi mã 11 eo 96 luôn. Mã 11 eo 96 chị nào thích chốt cho em mã 11 eo 96 alo mấy chị đó hết trơn rồi trời. Mua thêm quần cái alo mấy chị ơi. Chị ơi. Ở lại với em mấy chị ơi, chia sẻ lên tương tác với em nha mấy chị. Chấm chấm cho em lên cũng được, thả tim cho em nha mấy chị. Mã 11 và eo 96 ạ. Mã 11 eo 96 chị nào thích chốt liền cho em mã 11 eo 96. Mã 11 eo 96 rất là xinh luôn nha. Áo gì mặc gì cũng xinh hết trơn á, nó kiểu mà phơm 7 tấc á mấy chị. 7 tấc có 140 mấy chị không mua hả? Đó. Cái quần của em là một mã 11 eo 96. Quần dài nữa đi em già. Ok chị em lên dài nha. Chị Thu Hiền là bao nhiêu vậy? Không coi chị. Có 100 lắm rồi. Dạ ok 100. Chị Thu Hiền nha, eo 100 trời. 100 lấy bao nhiêu mấy? Ừ đúng rồi, eo 100 nhiều lắm. Mã 105 eo 98. Mã 105 em 98 là màu xanh zin đậm nha. 98 nha mấy chị. Zin em đang cầm là mã. Trong đây cũng có cái 100 nè. Mã 105 và eo 98 thích chốt liền cho em mã này nha mấy chị nha. Quần dài giá 200.000. Quần dài giá 200.000 nha mấy chị. Đây em lên cái mã 05 em 100 này chị. Chị Thu Hiền ơi, chị có màu xám chuột chưa? Chốt con này đi em 100 em chị. Mã này sẽ là mã 05. Mã 05 200.000. Đó, quần xám chuột nha. Mã 05 và eo 100. Kim không có rách nha, màu xám chuột nha mấy chị. Chưa có xám chuột, chốt xám chuột cho em mã 05 eo 100. Rồi em mã 13 nha mấy chị ơi. Mã là mã 13 eo 100. Mã 13 và eo 100. Chị eo 96. Dạ ok, em chốt lại cho chị eo 96 chị. 96 nhiều lắm. Mã 13 eo 100. Mã 13 và eo 100 nè mấy chị, xinh không? Nói như em chuẩn bị sẵn nghe nha mấy chị. Rồi, ok quá. 96 nè. Đây chị. Mã 110, eo 96. Trời 96 hơi bị nhiều của chị Thu Hiền rồi. Đây chị. Mã này là mã 110 eo 96. 96 nè. Mã eo 96 thích chốt em 100 mã 110 eo 96 ha. Hơi bị đẹp luôn. 96 nè. Rồi, tiếp. Tiếp nha mấy chị. Em lên một con mã 87 eo 96. Trời ơi, mã 87 eo 96 nè, đẹp lắm nha. Khi không có gắt nhưng mà coi giãn nhiều lắm mấy chị Thu Hiền. Cái quần này đẹp á chị, eo 86. Không rách em nhé. Không rách này chị, không rách này chị Thu Hiền ơi. Quần này không rách nha chị ơi. Mã 87 eo 96, đúng với số eo của chị. Thích thì chốt cho em con này nha. Xin coi giãn gầy dặn lắm. Xin coi giãn thoải mái ha. Chị đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em. Con này là 200.000 nha. 200.000 là để gần cho chị con chiếc vải nha. Chói quá hả? Thích ra chút. Đây. Mã này là mã 87. Chị thích chốt cho em mã 87 eo 96 nha. Mã 87 eo 96 á. Đó, chốt liền cho em. Chị Huyền Trang Lê. Rồi ok, chị Huyền Trang Lê nha. Rồi cái mã này là mã hơi bị bụi. 200. Eo 86, eo 96 thích thì chốt. Chị nào ở đây mà ví dụ như thích bụi bụi á, eo 96 thì lên cho em con này. Mã 116 eo 96 nha. Mã 116 và eo 96. Không rách chị, không rách coi. Chị Thu Huyền cũng thầy ơi, chị lấy cái đây này chị. Chị mã 21 em 96 đến 98 nha chị ơi. 96, 98 con này. Không rách theo cầu chị luôn á. Đó. Đẹp không? Nãy con nãy chị mua hơn một tối tối không? Đó lên mua một sáng sáng nữa xíu nằm con này. Con này là cái mã 21 eo 93, 96, 98 là vừa ha chị Hiền ha. Đây, mã này là mã 21 nha. Mã 21 eo 96, 98 là vừa nha. Thích chốt liền cho em con này. Giá 200.000 cái quần dài này nha. 200 cái quần dài này thôi mấy chị, ở phía sau. Đó, thích chốt liền cho em cái quần dài này. Đấy. Giá 200.000. Con 96 cuối cùng nè. 96 cuối cùng không rách nè, bị tưa nè. Đây là hơi cào cào, mã 94 eo 96. Mã 94 eo 96. Cái phơm là phơm ôm ha. Phơm ống ôm bóng đứng đó mấy chị. Đẹp không? Rồi mã này là mã 94 eo 96. Mã 94 eo 96 cào nhẹ thôi chị, không mà có rách nữa. Đen hoặc đen có. Đó, xinh không? Nếu mà đúng gu của mấy chị chốt liền cho em con này. Mã này là mã 94 eo 96. Mã 94 và eo 96 chốt liền cho em con này nha. Em. Mã 94 eo 96.
Con đen hoặc đen ạ. Đây em có con đen eo từ này, là con này đây. Đây. Con này là eo 9698 đây chị. Màu này là màu hơi lạ nha, màu xanh. Màu xanh nè mấy chị. Quần này 9698 nha. Màu xanh rêu á. Đó, màu xanh rêu chị nào thích chốt liền kem mã 9 mã nhiêu rồi? 81. Mã 81 em 96. Đó, thích chốt liền kem con này. Thích chốt liền con này kem. Mã 22 em 98. Không, con này hơi trẻ trung, hơi bị đẹp luôn. 22 em 98 mấy chị. Mã 22 eo 98, màu xám chuột, 9698 nha. Cái mã này mặc hơi bị trẻ, hơi bị đẹp luôn. Đây nè. Đó. Mã này sẽ là mã 22 eo 9698 là vừa ha. Rồi chị nào thích mã 22 báo em mã 22 nha. Cái lưng quần coi giãn thoải mái đẹp lắm. Cái quần này đẹp nha, chị nào đúng số eo đúng gu chốt cho em liền nha, để hết. Mã 22 eo 98. Mã 22 đẹp mấy chị, chốt đi ạ. Mã 22 nha, mã em đang cầm là mã 22 eo 9698 là vừa cho em mã 22 này, đẹp lắm. Rồi em qua. Để em kiếm coi. Mấy chị, lên kiếm mấy chị chốt đi chơi chi. Rồi em lên mã này nè. Cái mã này là mã 13 eo 90. Mã 13 và eo 90 mấy chị, thích chốt liền cho em mã 13 eo 90 nha. Mã 13 eo 90 rất nhẹ hai gối cho em mã 13 eo 90. Mã 13 eo 90. Rồi lên sọt tiếp nè, mã 211 eo 92. Quần sọt là 140 nha. Quần sọt 140, mã 211 eo 92. Mã 200. Dạ quần sọt là 140, quần dài là 200 nha chị. Rồi như Lê Như rồi. Như Lê ý ơi, quần sọt 140, quần dài 200. Rồi cái quần này là cái quần 140 nè, eo 92. Mã 211, mấy chị muốn mua chốt giùm em cái mã, ghi cái mã cho em để em lấy nha. Mã 211 Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Mã 211 eo 92 ha, rất là đẹp. Eo 92 Việt Nam xuất khẩu. Rồi em lên con 96 nè. Mã này là mã đo lại. Mã eo là cái con này là eo 96 95 96 mấy chị. Eo 95 96 chốt cho em mã này. Quần, quần jean ha. Quần jean ống ôm. Eo 95 96 chốt liền cho em quần dài giá 200. Quần dài này giá 200 ngàn cho một quần thôi mấy chị. Quần sọt sẽ giá là 140 thôi, 140 ngàn cho quần sọt. Thích chốt liền em. 91 ký rồi chị cho em xin số eo đi chị ơi. Dòng eo của mình á. Mã 44 eo 100. Mã 44 eo 100 tôm mì nha. Cái quần đen chuột này là tôm mì nè. Tôm mì mã 44 eo 100. Quần tôm mì nè. Ủa, chị hơi đen nha. Chị xuống ký hả? Trước phải chị 100 ký rồi. Ờ, cái like trước là 100 ký. Mã 44 trời ơi, giỡn mua sai 100 ký. Đây là mã 44 eo 100 cùng sai mà. Mã 44 eo 100 chị nào thích chốt liền cái quần tôm mì này eo 100 cho em, hơi bị xịn nha. Như Lê ấy ơi, chị đo giùm em số eo của chị nha chị. Đây. Chị nào thích chốt liền cho em. Mã 44. Mã 44 eo 100 đẹp lắm á chị. 220. Tôm mì 220. Ừ, tôm mì 220. Tôm mì 220. Mã 33 eo 115 nè. Mã 33 và eo 100. Giá cái quần sọt của em chỉ là 140 ngàn thôi. Quần dài là 200 ngàn, còn tôm mì là 220 mấy chị nhá. Đây. Mã 44 khách lấy của chị Lê Thị Thúy Nguyên ơi. Mã 44 có người lấy chị Nguyên ơi. Chị rồi. Ơi lừa thêm giúp em nha. Đây em mã cái quần đen tiếp nè. Mã chị 115 hả? Mã 158 eo 110. Nhiều vậy. Mã 158 eo 110. Ờ, cái quần đen đẹp nha. Cái quần đen phối gì mà không được, cái chỉ phối jean hay là phối thun hoặc áo sơ mi được nha. Cái này là mã 158 eo 110, quần 200 nha. Quần này 200 ngàn nha mấy chị. Mã này sẽ là mã 158 eo 110. Ôi, xịn chưa, xịn chưa. Jean coi giãn nha mấy chị. Phơm là phơm ống ôm ống đứng á mấy chị. Lịch sự đẹp lắm luôn, cái quần lịch sự lắm. Mã này là mã 158 eo 110 nha, lịch sự không hề rách gì hết trơn mấy chị. Phơm đứng ha, ống ôm màu đen dễ phối đồ. Eo này là 110 và cái quần này giá 200 ngàn. 200 ngàn cho một cái quần đen. Con này đen, đen 100 nè chị. Có lấy ai đen, có lại. Đen nghỉ. Cái này là eo 100 mấy chị nha. Cái quần sọt đen này eo 100. Quần 7 tấc eo 100, thích chốt cho em quần này ha. Eo 100 thích chốt liền cho em cái quần này nha mấy chị. Còn nha không chị? Rồi em lên tiếp nè.
Em lên tim mã 17 eo 106 của Ráp nha mấy chị. Đây mấy chị. Trời ơi hơi bị xinh nha. Cái quần này nè đẹp nha mấy chị. Mã này là mã 17 eo 106. Eo 115 xanh có. Xanh có không eo 115. Qua rồi. Em đang tìm cho 115 nha chị. Dạ đợi xíu nha chị nha, chị Như Ý lên. Đây đây. Cái mẫu này hơi bị đẹp nha. Mã 17 eo 106. 200.000 mấy chị. 200.000 cho cái mẫu xinh xinh này thôi. Cái mẫu này lực lai nhẹ nha mấy chị. Có lực lai nhẹ nha. Ok. Rồi. Quần dài á. Rồi. Cái mã này là mã 17 eo 106. Chị nào thích chốt cho em cái mã lực lai này cưng lắm. Ê, chị thích rắc đúng không? Chị thích quần dài hay quần đùi chị? Rồi. Cái này mã 17 eo 106 chốt liền cho em mã 17 đi. Mã 17 eo 106 chị nào đúng form chốt liền. Hốt liền cho em con này nha. Ủa là mũi ba nè. Rồi em lên tiếp. Lên tiếp con này con gì đó. Đo con này thử nhiều. Dài. Dài vậy ok vậy em tìm nha. Nhiều. Dài ok chị em lên liền. Mã này. Ôi mã này đẹp ta. Eo 112. Eo 112 là chị Như Ý Lê ơi. Eo 112 là chị Như Ý Lê ơi. Hơi bị đẹp nha. Cái mã này sẽ là mã 01 đi mấy chị. Eo 112 thích chốt liền cho em hàng Việt Nam xuất khẩu mấy chị. Quần này giá 200 mà. Ghi cho chị nè. Mã 01 eo 112. Đó. Hơi bị đẹp nha chị Như Ý. Cái vải ngoài đẹp lắm. Đây nè. Không có gắt. Đó, thích từ từ chốt con này ha, còn không mình đợi xíu em lên em kiếm cho mấy chị con lách tách nha. Mã này mã 01 eo 112. Mã 01 eo 112 cho chị mấy chị con to to. Đó, và luôn. Rồi. Gắt thôi ta nhớ mấy con gắt của tua đẹp đó. Đó, con này đây con này nè. 100 gắt là chị muốn gắt. 100 hai mấy. Rồi, đợi em lên con xanh này, xanh viên sáng sáng này. Đẹp dữ dằn luôn. Con nào cũng đẹp hết mấy chị. Này eo 112. Eo 112 mấy chị. Đây, chị Như Ý là thích màu này không? Eo 112. Đó. Thích chốt liền cho em con này nha. Mã 02 eo 112. Rồi. Xinh ha. Mã 02 eo 112 phía sau có họa tiết luôn mấy chị. Đó. Mã 02 eo 112. Tiếp rồi em lên tiếp nha, trong lúc chờ đợi mấy cái quần em lên cái quần sọt mã 02 eo 105. Mã 02 màu đen eo 105. Mã 02 eo 105 kèm cái áo đi, cái áo trắng đi mấy chị. Áo trắng giá bên em chỉ có 100.000 thôi. Áo trắng Mickey với lại phối quần đen hơi bị xinh đó. Mã này là mã 02 eo 105, giá là 140.000 kìa ha. 140.000 cho một cái quần và 100.000 cho một cái áo. Thích chốt liền cho em cái áo Mickey này giá 100.000 nha mấy chị nha. Khung giấy rất là mát luôn á mấy chị. Còn cái này là cái mã nè. Mã 02 eo 105 nha mấy chị nha. Mã 02 eo 105. Rồi em lên tiếp cái mã 91 eo 106. Hay là 04 nè. Mã 91 eo 104. Đó. Gắt. Mã 91 em 104 mấy chị. Mấy chị đợi mấy xíu mấy em kiếm size cho mấy chị nha. Mấy chị ở lợi với em đi. Cái áo tím này của em nè mấy chị. Hàng Việt Nam xuất khẩu lộn. Áo tím là hàng Quảng Châu. Giá 160. 160 cực kỳ đẹp luôn. Chốt liền cho em cái áo tím này nha. Cái áo tím này xinh lắm nha chị. Chốt liền cho em cái áo tím này nha. Cường lắm. Phi size từ 60 đến 85kg nha mấy chị nha. Thích chốt liền cho em mã 07 em 102 nè. Mã 07 và eo 102. Thích chốt liền cho em mã 07 và 102 rất nhiều mấy chị nha. Dạ, tím đẹp lắm mấy chị Huyền Trang Lê. Cái form đẹp lắm. 160.000 hàng Quảng Châu ha. Chị cầm thì chị mê lắm luôn á. Đây nè, cái này là cái mã gì quên mất. Mã 07 eo 102 ha. Mã 07 eo 102. Cái phong ống quần tua lua cưng ha mấy chị. Đó. Mã này rất đẹp, chị nào đúng số eo chốt cho em mã 02 eo 102. Đây cái mã eo 100 hơi bị tiện nha, có nút. Thôi nút lấp lánh đi. Eo 115 để xíu kiếm ha. Rồi đây eo 100
102. Eo 102, mã không mấy người ta? 3. 03 eo 102. Mã 03 và eo 102 hơi bị đẹp nha mấy chị. Mã 03 eo 102 cho chị nào thích cái form to to nè. Đó. Mã 02, 03 eo 102. Nên nó chị về theo chịu nhớ mấy chứ. Rồi tiếp, em lên mã 56 eo 108. Mã 06 eo 108 quần chính tất mấy chị. Đó, mã này là mã 06 eo 108. Không đọc đâu. Gì vậy? Cái quần này có sẵn này không đọc đâu. Đi đâu. Ủa gì hả? Mã 56 eo 108 mấy chị. Mã quên nữa. Mã 56 eo 108 thích chốt liền cho em mã này. Trời ơi, thích chốt liền cho em mã quần chính tất này có một ha nhiều. Quần này giá 200 ngàn nha mấy chị. 200 ngàn cho một cái quần. Quần đây, dài đây, đây. Đây. Như ý Lê ơi. Thì Như Lý ơi, Lê ơi. Cho mẫu uống nước đi mọi người. Lẹo lưỡi luôn rồi mấy chị. À cái đèn 110 rồi mấy chị. Chị Như Lý, ý Lê. Uống nước cho tỉnh đó chị ơi. Căng lửng. Eo 110 mấy chị. Cái mã này là mã nhiều. Nhiều. Mã nhiều. Quay. Bi. Nhiều. Mã số 3 không. Mã số 3 eo 110. Mã số 3 eo 110 chị Như Ý Lê. Thích thì chốt cho em mã này nha. Mã số 3 eo 110. Rất nhẹ bên hơi đây nè chị, rất nhẹ ha. Ở phía ống của Quỳnh của mình á là nó có tua rua mấy chị. Tua rua. Ống của Quỳnh. Chị eo 115 rồi. À 115 được. Rồi, mã này nhiêu? Mã số 3 eo 110 nha mấy chị. Đúng rồi, mã 03 eo 103. Mã 03 và eo 103. Thích chốt liền cho em mã 03 eo 103 này nha mấy chị nha. Mã 03 eo 103. Đó, ở phía sau. Quần này gu của chị Yên mấy chị. Xinh lắm nha. Xinh lắm. Đó, áo của em bộ rồi. Chị nào hơn bán cho 130 nè. Rồi chị nào còn ở đây em có bộ đồ xinh lắm. Hai bộ luôn. Bán 130 ngàn nha mấy chị. 130 ngàn một bộ. Vải lụa mấy chị đẹp cưng lắm luôn. Nó xinh nha, hơi bị đẹp nha. Cái quần này quần nhiêu vậy? 7 tấc. Quần 7 tấc mấy chị. Đồ mặc nhà 7 tấc đẹp lắm. Giá 130 ngàn chị nào thích chốt liền cho em nha. Chốt liền cho em con này. Hello hello em nha. Hello chị Trang Nguyễn à. Chị Trang Nguyễn vô đúng lúc rồi ta. Cái quần áo set này có 130 ngàn nè chị Trang Nguyễn. Thích thì chốt liền cho em cái quần set này nha. Đầm. Cái set này, set mặt nhà 7 tấc giá 130 ngàn. Hốt lẹ mấy chị ơi. 130 ngàn nha. 130 đi chị. không mấy chị chạy giá lên đó chị chạy giá lên cho tôi em bán liền. Lên tí xíu nữa mấy chị ơi, lên tí xíu nữa mấy chị. Đây, 130 hen, rất là đẹp nha mấy chị. Cái form đẹp lắm, form lụa đẹp lắm. Cái lơ. Nay quần, trời ơi cái này đẹp quá nè mấy chị. Có 130 chốt liền đi. Mặc nhà lịch sự mát mẻ đẹp nữa. Trời ơi cái nơ nè, cái nơ xịn á. Đó, chị nào thích chốt liền kem cái bộ đồ này ha. Này 60 đến 80 kg không? Không, 60 đến 70 kg mấy chị là vừa. 60 đến 70 kg là vừa cái bộ đồ này nha. Đó, giá 130 ngàn chị nào thích chốt liền. Hốt hai bộ. Dạ ok chị. Trang Nguyễn. Trời ơi Trang Nguyễn vô cái là hốt. Biết hai. Hay quá luôn, chị ơi. Ơi. Biết hai bịch nha chị. Rồi, hay mã 92 eo 110. Mã 92 eo 110 quần sọt giá 140 nha. Quần sọt giá là 140 ngàn. Đó. Quần sọt giá 140 ngàn nha mấy chị ha. Rồi mã này mã 92 eo 110. Mã 92 eo 110. Mã 08 eo 112. Mã 08 eo 112 cần quần sọt á chị Như Lê Ý Lê mua cho em cái quần này cũng đẹp nha mấy chị. Tim còn coi giãn nữa. Tim coi giãn nhiều lắm, rất là đẹp luôn. Mã 08 eo 112 quần 140. 140 ngàn. Gì vậy? Anh đọc không biết. Đúng rồi chị chứ không phải tin đồn của chị đúng rồi chị. Ôi, chiều nghi
đồ tê bì quân viên kia giặt luôn. 189 thì em 126. Em chui vô xong đấy, em cắm cái tay em lên đâu được hả? Mấy đây nó có mắt dài, nó quay phim luôn nó mới cứu em lên. Mã 189 thì em 126 mấy chị. Cái quần bảy tấc nha, có 140 à. Đó, cái form bự khó kiếm nha mấy chị. Đúng số eo, chốt liền cho em con này. Mã này sẽ là mã 189 eo 126 nha mấy chị nha, 140 với cái quần em đang cầm nha, quần 7 tấc 140.000 nha mấy chị, 140.000 thôi. Mã 77 eo 112. Mã 77 eo 112, quần 7 tấc nè, bụi vô cùng luôn. Mã 77 eo 112, chị nào thích chốt liền cho em mã 77 nha mấy chị. Mã 77 eo 112, trời ơi, kiếm không cái quần của chị à. Xem lại bộ đồ chị mới chốt em. Trời ơi, xem lại đừng có thả chị tiểu luôn chị. Đây đẹp lắm chị. Hơi bị đẹp nha, em nói thiệt với chị Trang Nguyễn. Đó, đây nè. Có mấy con quần em cưng không? Cưng đẹp lắm chị ơi. Cutie ha, dễ thương quá à. Cái form này đẹp lắm nha chị Trang Nguyễn. Thay một cái bộ đẹp lắm. À, ồ cái quần 97 tấc nha chị Trang. Quần 7 tấc á. Đây nè. Đó, quần 7 tấc dễ thương đẹp lắm luôn á. Luôn cho con gái mặc luôn, bao đẹp luôn á trời. Ok chốt nha. Này hỏi quần. Đây đây đây. Thêm cái quần nữa, hơi bị đẹp nha. Giá 130.000 hai cái này, 206. Rồi, ok không chị? Rồi, không ok, em chốt bạn. Mã này là mã 100, mã 34 mi 100. Mã 34 mi 100. Ok, cứ gì chị báo em nha chị Nguyễn nha. Đây mã 34 mi 100. Mã 34 mi 100, chị nào thích chốt điện cho em mã 34 mi 100 nha mấy chị. 34 và em 100, mã 50 em 100. Mã 50 em 100. Dạ, cảm ơn chị. Mã 50 và eo 100, mã lông chuột nè. Thích chốt cho em mã 50 em 100 nha. Alo mấy chị, chia sẻ với em lên đi mấy chị. Chia sẻ chấm chấm lên cho em nha. Em có động lực đem lên ha. Trời ơi, mã 16 em 100. Mã 16 và eo 100, mã summy đẹp nha. Đúng số eo chốt liền nha. Mấy con eo khác summy nè. Rồi, chốt cho em mã này, mã 16 và eo 100. Trời, gán kiếm cho chị à, như ý lê. Không ra ta. Không ra ta. Gì đây. Cái mã này là cái mã. Mã nhiêu nè, mã 218 eo 112. Trời, cái mã khó nhớ như. Mã 1218. Mã 218 nha, eo 112 nè mấy chị. Xinh nó là xinh nè. Chốt liền cho em cái mã 218 eo 112. Rồi. Chị ngược mấy đứa ơi. Mã 31 eo 110. Mã 31 eo 110. Đó, mã 31 eo 110 nha. Thích chốt liền cho em mã 31 eo 110 nha mấy chị. Size nó chắc khoảng 60 kg ha. 60-80 kg. Rồi mã 307 eo 102. 307 eo 102, chị nào thích chốt liền cho em mã 307 eo 102. Chốt liền cho em mấy chị ơi, nhiều quần lắm. Chị Như Ý Lê ơi, còn ở đó đợi em nha mấy chị. Như Ý Lê còn ở đó đợi nha. Ti đang kiếm cho chị ha. Đây. Mã 103 eo 104. Mã 103 eo 104. Ủa cái quần này hơi bị đẹp nha mấy chị. Không có rách mà coi nhìn cái tua ru nhẹ nhàng xinh xinh luôn. Đó, màu jean xanh nha, không rách gì cả. Eo là eo 104. Mã 103 eo 104. Thích chốt liền cho em mã này đi, mã này hơi bị đẹp á. Mã không có rách. Thích chốt liền, để mấy mốt á hả, không có quần mấy chị nha. Mã này mã bi. Mã 103 eo 104 nha mấy chị. Rồi, chốt liền cho em mã này. Miệng rồi, mã 06 eo 95. Trời ơi, quần tôm mì đẹp ta. Quần tôm mì nè mấy chị. Quần tôm mì. Chị nào cái eo của nó là 94 chốt cái eo 95, chốt em mã 06 này là eo 95. Quần tôm mì eo 95 nha. Cái quần này hơi bị đỉnh luôn nha mấy chị. Đáy cao đẹp lắm luôn á. Đó, nó ôm hết sát cái phần mỡ bụng của mình á. Đáy cao đẹp lắm. Mã này là mã mã 06 eo 95 nha mấy chị. Rồi mã 06 eo 95, chị nào thích chốt liền cho em mã 06 eo 95. Cái quần tôm mì là giá 220, quần thường 200.000 nha mấy chị. Đó.
cái form quần đẹp lắm đó. Ở phía sau nè, đẹp ha, quần đáy cao á mấy chị, ôm hết phần mỡ bụng luôn mấy chị, mặc crop top cũng được, hoặc là mấy chị thể mặc áo thun để trong quần đó. Cái quần sọt 140, quần sọt là 140, bộ cargo đang mặc là quần hay váy? Dạ, bộ cargo em đang mặc là váy giả quần đây nè chị, váy giả quần ha. Ở đây là có quần bên trong, giá xếp này giá 240 chị Lan Anh ngồi ơi, 240 mấy chị, kèm có bao gồm áo và váy luôn ha. Chân váy giả quần xinh lắm, 240 06 06. Em 95. Dạ em cảm ơn chị Thu Hiền nè. Rồi chị Lan Anh ngờ thích cái set này, chốt cho em cái set caro giá là 240 ngàn, size từ 60 đến 100 kg nha. Cứ báo size, báo ký em đi lấy size cho mấy chị. Chân váy giả quần ha, mặc thoải mái lắm, có quần bên trong. Rồi tiếp đồ bị khá như ý lê không có chưa ơi, có là chị Như Ý Lê ơi. Chị còn này tôm mì luôn nha, tôm mì luôn. Đây eo 115-16 nè. Trời ơi, đúng là không phụ lòng người. Đây, cái quần này chị còn ở đây không chị? Chốt liền con này cho em, quần tôm mì 220, eo 115-16. Trời ơi, quần tôm mì eo 116 chị. Chị Như Ý Lê ơi, alo nghe gọi cho lừ. Mã 06 em 95 lấy rồi. Mã 06 dạ rồi. Em chị Thúy Nguyễn ơi, chị Thu Hiền chốt chứ ơi chị ơi. Rồi em lên mã nè chị Như 06 em 95 hả? Này cái nào, cái tâm mì không lấy rồi, không phải cái khác lấy rồi đó. Không, cái này cái thường đó. Tâm mì đúng rồi, tâm mì đúng rồi, tâm mì đâu mở ra chị coi còn phơm không. Đó là thì cái đang cầm giống đây, chốt ở đây cho chị Thúy Nguyễn này. Dạ trời ơi, hết hồn muốn dí. Đây chị Thúy Nguyễn em chốt với chị nha, giá 220 ngàn. Úi ôi chị Như Ý Lê ơi, alo đây à, cái mã này là chị Như Ý Lê, quần tôm mì hơi bị xịn nha, không có rách, nhưng là số eo của chị nè, eo 115-116 là vừa chị nha. Cái quần này hơi bị ngon luôn á chị, đây nè cái lưng thun của nó, lưng thun của nó là rất là êm, có cái đệm thun mềm lắm, coi dễ nhẹ nhàng lắm, rất là đẹp nha. Dạ 120. Trời ơi chị không có ở đây nè chị, để chị xem lại nè, để xem lại. Dạ ok chị, đây nè chị, đẹp lắm. Quần chị tôm mì đẹp à, Thúy Nguyễn đẹp lắm, không có gách gì hết trơn á chị, không có gách nha chị nha. Eo của chị là eo 95. Bình thường bây giờ theo để cứ tìm quần không rách cho người đi. Đây tìm không ra. Ở phía sau cái lưng quần đẹp lắm Thúy Nguyễn. Để không hỏi. Ok thì... báo em ha, để em lấy hen. Ok báo nha. Mã quần tôm mì này giá là 220 ngàn chị. Có chị nào eo 100 không mấy chị ơi? Eo 100 chị Thúy Nguyễn không? Eo 100 đô. Thúy Nguyễn ok thì báo em nha. Chị nào eo 100 thì báo em nha. Rồi. Như Ý Lê để riêng cho chị nha. Đây chị Như Ý Lê ơi, giá 220. 220 ngàn cái quần tôm mì đó. Rồi qua giữ để riêng bỏ đi chị xem đi xem. Tát chị vô luôn nè. Chị Như Ý Lê ơi. Rồi đây, cái quần mã này là mã 08L80. Dạ ok vậy Thúy Nguyễn chốt Thúy Nguyễn nha. Rồi mã 08L84. Mã 08L84 quần Alibaba cưng lắm mấy chị. Nè nè, ở phía đây có quần tôm mì nha, có logo hiệu nè. Đó, quần bo chun ha, dễ thương lắm, mặc chung với lại mấy cái áo rock top nha mấy chị. Cái này lưng cao. Lưng cao mấy chị nên mặc áo rock top rất cưng nha. Eo này sẽ là eo 84. Chị này eo nhỏ nhỏ mặc áo rock top với lại quần này hơi bị đẹp nha mấy chị. Rồi, chốt cho em cái quần này nè. Quần này là 220 ngàn và giá, ồ giá 220 ngàn. Mã 08L84. Mã 08L84 chị nào thích cái form quần này, kẻ chung năng động, cái form này mặc chung với là quần crop top, áo crop top với chị, hoặc áo thun ba lỗ đẹp lắm. Giá là 220 ngàn. Đây nè em có cái áo thun ba lỗ nè mấy chị, phối chung là cái quần cưng không? Phối chung cái quần này đẹp lắm luôn nha. Thích chốt liền cho em cái quần là 100, 220 ha. Mã 08L84, mã 08L84 chốt cho em mã này. Còn cái áo ba lỗ này á, là có 100 ngàn thôi. Đó, 100 ngàn thôi, chốt liền cho em cái áo 100 ngàn ha. Rồi tiếp cái quần sọt như mấy chị, em xen kẽ ha. Em xen kẽ quần dài quần sọt. Quần sọt mã 184L103.
mã 184, eo 103. Đó, eo chị nào á là 103 chốt con này đi. Mã 184 nha, 184. Cái set em đang mặc là có giá là 240 nha. Bao gồm cái set là có áo và chân váy quần nha mấy chị, chân váy có quần ở bên trong. Cái thùng này co giãn đẹp lắm, co giãn thùng lạnh rất là mát luôn á mấy chị. Mát lắm. Chị Lan Anh ngờ có lấy thì báo em nha. Mã 01 eo 112. Mã 01 eo 112 bụi ha. Nhìn bụi bụi mà xinh lắm luôn á mấy chị. Nhìn bụi bụi mà xinh lắm. Đây nè, cái áo là levit nâu này, phối cái gì mà không đẹp mấy chị. Levit nâu ha. Levit nâu 100.000. Chốt cho em 16 người. Đây, còn cái quần này là mã 01 eo 112. Mã 01 eo 112, chị nào thích chốt liền cho em mã 01 eo 112. Rồi em lên tiếp mấy chị ơi, em lên tiếp cái mã 04 eo 88, chị nào nhỏ nhỏ đây không? Mã 04 eo 88 mấy chị. Mã 04 eo 88 thích chốt liền cho em mã 04 và eo 88 ạ. Mã 04 eo 88 hơi bị xinh nha. Hơi bị xinh. Chốt liền cho em mã 08. Ủa, mã 04 eo 88 mấy chị, mã 04 và eo 88 thích chốt liền cho em mã 04 eo 88 nha. Em lên sọt mấy chị, em lên xen kẽ sọt nha. Rồi em lên sọt giá 140, mã 39 eo 106. Mã 39 và eo 106 mấy chị. Đó. Mã 39 eo 106 mấy chị. Xinh. Xinh dữ lắm mấy chị ơi. Trời ơi, mấy chị ơi, đâu hết rồi. Mấy chị ơi, ở lại chia sẻ với eo lộ, ở lại hả, chia sẻ kem chấm chấm cho em lên đi mấy chị. Đó, mã 65 eo 112. Mã 65 và eo 112. Xinh lắm nha, rách nhưng không thấy gì bên trong, nó có hai lớp lật đó chị. Kéo qua ha. Mã 65 eo 112 nha mấy chị. Rồi, chốt liền cho em 140. 140.000. Ở đây mấy chị á hả, cái chị Như Ý Lê. Chị Như Ý Lê có cái size này mặc quần dễ thương lắm nè chị. Mã eo á là 115 luôn. Đây nè, mã 98 eo 115. Trời ơi, cái này mặc hơi bị đẹp nha. Cái form này nè, form ôm hết cái bụng luôn, nhìn trẻ trung lắm nha. Ôm tới đùng chứ đúng trên luôn mấy chị. Mặc chung lại mấy cái áo ha. Áo bên em giá có 100.000 à. Chị nào thích chốt cho em áo nè. Áo đen gấu hồng. Áo đen gấu hồng 160. Áo đen gấu hồng 160, thích chốt liền áo đen gấu hồng 160.000. Áo thun co giãn và phi size được 60 đến 95kg là được. Ok, thọc cho hết được cho em nha. Hello chị Tuyết Nguyễn, hello. Hello mấy chị ạ, à, chị ở đây với em nha. Cảm ơn chị chấm chấm cho em nha. Rồi, cái này là áo 160, thích chốt cho em áo gấu hồng 160. Cái mã 98 em 115, chị nào thích chốt liền cho em mã 98 em 115 này nha. Nó đỉnh lắm luôn á, cái quần này. Em lên một mã nữa mấy chị. Em lên một mã nữa là mã 06 eo 120. 06 eo 120 mấy chị. Quần này quần lính đẹp lắm luôn. Cái quần lính này eo 120, chị nào form lớn chốt liền. Cái quần 7 tức có 140. Quần 7 tức mà chỉ có 140.000 thôi. Quần này mặc chung áo thun mà lỗ cũng cưng nha. Màu nó xinh á, nên là dễ phối lắm mấy chị. Đó. Quần này áo thun mà lỗ hơi bị đẹp ha, mấy chị thấy không? Đó, áo thun ba lỗ là 100k, còn cái quần này là 140, 7 tấc mà 140 rồi mấy chị. 7 tấc 140. Rồi tiếp tiếp. Alo. Đây, cái mã em đang cầm mã 80 eo 110. Mã 80 và eo 110, đúng số eo chốt liền cho em mã 80 eo 110 nha. Mã 80 eo 110. Đó, tiếng nước. Alo, alo, alo mấy chị ơi. Em có bán quạt luôn mấy chị. 25.000 cho. 25.000 một cây quạt, cây quạt 25. 50.000 hai trái nha mấy chị ơi. Xinh lắm mấy chị, mua quạt về nè. Chụp hình Tết. Quạt cho mát cũng được mấy chị. Đây. Mấy nguồn trên đây là cái gì vậy? 88 eo. Chị nào số eo nhỏ không? Có mấy chị muốn mua quần cứ báo số eo, em sẽ lấy size cho mấy chị nha. Đây là quần tôm mì eo 88. Quần tôm mì eo 88, chị nào thích đúng số eo chốt liền cho em quần
tôm mì eo 88 giá 220.000, quần dài giá tôm mì giá 220.000, còn quần thường giá 200 ha. Rồi quần tôm mì lên tiếp nha mấy chị, quần tôm mì eo 102. Quần tôm mì eo 102, chị nào thích chốt liền quần tôm mì eo 102, hơi bị xịn đẹp lắm luôn á mấy chị. Mình có thể lực like cho em nha, lực like lên thay đổi kiểu cũng được, hoặc là không lực like xả like cho em. Quần tôm mì giá 100, ôi lộn, quần tôm mì giá 220.000 nha mấy chị. 220.000, chốt liền cho em quần tôm mì eo 102. Xinh lắm ha. Nè, cái lưng quần này mấy chị, lưng quần mặc thoải mái, không có bị cứng ngứa nha mấy chị nha. Và khuôn co giãn nhẹ nhàng lắm, xinh. Chốt liền cho em cái quần này eo 102. Quần này gì chưa? Em của Út á. Thôi đẹp quá vậy. Rồi tiếp mấy chị ơi, em lên một cái quần nữa là cái quần 147 eo 106, mã 147 eo 106 nha mấy chị. Quần này quần ống bát nha, chị nào kiếm ống bát chốt liền cái quần ống bát này cho em, mã 147 eo 106. Mã 147 eo 106 nha mấy chị. Quần ống bát, ống bát giá 220 mấy chị. Quần ống bát giá 220.000. Quần này co giãn nhiều mấy chị, co giãn nhiều cực kỳ đẹp luôn. Đúng ha, quần ống bát đẹp lắm. Mã 147 eo 106, mã 47 eo 106, chốt liền cho mã 47, mã 47 eo 106 mấy chị. Nó đông á, mới mà. Alo, alo mấy chị, alo, cái này là mã nhiêu nè? Không có mã gì, chưa đo, chưa đo. Hôm qua rồi em lên tiếp cái mã tôm mì nha, tôm mì, mã tôm mì này là eo eo 88 mấy chị, tôm mì eo 88, chị nào eo 88 chốt liền cho em mã này, mã tôm mì eo 88 thích chốt liền cho em mã tôm mì này nha, xinh lắm luôn, eo 88. Em lên sọt sọn 140, mã 32 eo 105, mã 32 eo 105 nè mấy chị, form đẹp lắm, form 7 tấc nha, mà có 140 à. Mấy chị muốn em lên áo nhiều không, áo thun giấy hoặc là áo, là áo Quảng Châu, áo Quảng Châu nha, từ sáng giờ. Không, đây là 7 giờ thôi á, sáng giờ trong mày hả? Alo, alo mấy chị ơi, mấy chị chốt cho em nhiều lên mấy chị. Ha, mã 32 eo 105, 32 eo 105, thích chốt liền cho em mẫu này nha. Mẫu này là quần 7 tấc giá 140, quần 7 tấc giá 140, có 140.000 thôi. Em lên áo, muốn thay áo rồi. Áo đây, áo trắng gấu hồng 100.000, áo trắng gấu hồng 100. Mua đôi mấy chị ơi. Áo trắng chữ đen, áo trắng chữ đen 100. Áo trắng chữ đen, trời ơi, trắng tinh khôi luôn mấy chị, áo trắng chữ đen 100. Áo len vịt nâu 100. Mua đồ, mua đồ cái gì vậy, nhà em đi mua catinat uống mấy chị ơi. Đây mấy chị ơi. Để cho con bi nó. Đây mấy chị. Mua áo, áo thun ba lỗ 100. Áo thun ba lỗ 100. Áo thun gấu xanh 100k là có một cái áo xịn liền. Đây, áo thun gấu xanh 100. Ba cái 300.000 nha mấy chị. Áo thun đen gấu hồng. Áo thun đen gấu hồng 100.000, chốt liền cho em. Áo Dior mới áo, về. Áo này là 160. Ê, 160 mấy chị. Áo này 160 mấy chị, áo Dior 160, chốt liền cho em áo Dior. Áo Dior form hơi to, to hơi bị thoải mái nha. To và thoải mái lắm em. Từ 60 đến 100kg cho em luôn. Từ 60 đến 100kg cho em là thoải mái luôn nha. Kiểu Dior này nè, Dior thoải mái co giãn nè. 60 đến 100kg, chị nào thích muốn thoải mái form đen hắt dáng chốt cho em con Dior này, giá là 160. Rồi thêm cái áo nè, áo đen, áo, áo con thỏ đen 160 luôn. Áo thỏ đen là hàng Quảng Châu 160 mấy chị nha. Áo thỏ đen 160. Áo đen chữ xanh, áo đen chữ xanh là 160.000 luôn. Rồi lên quần tiếp nè. Em lên mã 191 eo 105, 191 eo 105 nha mấy chị. 191 và eo 105. Cái quần 7 tấc này mấy chị nên mua nha, giá chỉ có 140 thôi. Quần 7 tấc này hơi bị đẹp nha, giá có 140. Mấy chị nhìn cái lực like nó đẹp không? Đó, mã là 191 eo 105, 191 eo 105.
Mã 32L110. Mã 32L110 với chị, mã 32L110 tích chốt liền cho mã 32L110. Rồi mã 33L110 tiếp nha mấy chị, mã 33L110. Mã 33L110, trời ơi cái quần đen này đẹp lắm mấy chị, nên mua nha. Cái quần đen này là xinh lắm nên mua nha mấy chị, mã 33L110. Mã 33L110. Xin nha, chốt liền nha, nên chốt nha. Mã 21E115. Mã 21E115 nè mấy chị. 21E115 chị nào thích chốt liền mã 21E115 nha. Trời ơi, có con gấu nữa nè, có con thỏ trắng này là cưng lắm. Cái thỏ trắng này mấy chị nên mua hàng Quảng Châu có 160 nha. Đó, cưng ha. Cái quần thỏ trắng thằng cái tim thỏ. Cái tim đỏ. Thỏ trái tim đỏ này giá là 1.60.000 cho một cái quần. 11. Đây, mã này là mã áo thun 160 thích, áo thun 160 chốt cho em. Mã này là mã nhiêu quần? Mã 40L105, mã 40L105 nha mấy chị, thích chốt liền cho mã 40L105 nha. Xinh lắm. Rồi, mã 37L103, mã 37L103 thích chốt liền cho em mã 37 này nha, hơi bị đẹp á. Bụi vô cùng luôn nhưng mà nó lật la hai cái mấy chị đắp chéo nhau, không sợ thợ lộ da thịt cho em nha. Không có sợ nha. Mã 37L103. Trời ơi. Mã 82L108. Mã 82L108 thích chốt liền cho em mã 82 này nha mấy chị, đẹp lắm. 82L108. Trời ơi, chốt đi mấy chị ơi, mấy chị tương tác lên với em với. Alo, alo. Đây mấy chị, mã chân váy 160 nè, mã 16L102. Mã 16 và L102, chị nào thích chốt liền cho em mã 16L102. Chân váy này đẹp nha. Mấy chị mặc cái chân váy này chung với lại áo sơ mi là đẹp á. Áo sơ mi xinh lắm nha. Xinh lắm. 160. 160 cho một cái chân váy. Mã 136 và L106. Mã 136L106 mấy chị. Mã 36L106. Thích chốt liền trên cái quần này nha hả? Alo mấy chị ơi, mấy chị muốn lên gì không? Có muốn lên cái gì không? Áo thun hay gì đó đó không? Mấy chị mua gì chứ anh Tư lại nói ổng ơi ổng ổng cho bóng luôn được chị. Khỏi bóng tới. Chốt liền cho em nha mấy chị. Thổi này gió nó nổ tái. Đây có quần này là quần nam nữ vậy? Quần này phơm rộng nè, quần này phơm bự nè mấy chị. Chốt liền cho em quần lính này đi. Quần lính này đẹp xinh dễ thương ha. Quần lính chuột. Con đô la kêu mèo cắn chuột. Đâu thuốc gì? Đây mấy chị ơi. Em chỉ cái quần lính quần viên phơm giống như quần nãy eo 87 rồi đợi đổi lại quần eo 95 thì chị mua cho con gái mà. Là bây giờ xả cái eo 95 của chị ra đúng không? À kiếm rồi, cái kiếm quần giống nhảy 87. Hình 87. Tâm mì đúng không? Hồi nãy chị chốt là cái tâm mì à. Dạ tâm mì có nha. Có quần tâm mì eo 88 đây nè. Đây. Đó, chốt liền cái quần đó. Đây chị. Đây chị cái quần đó luôn nha, mà eo 87 88. Đây này chị Thúy Nguyễn thích thì chốt luôn cái quần đó cho em nha. Cái mã này eo 88 nè. 88 87 là vừa với bé luôn nha chị. Thích thì ok với em ha. Nó giống vậy vậy cũng tâm mì luôn vậy. Cái mẫu cũng tâm mì luôn ha. Là nhưng mà số eo thì nhỏ hơn, eo 87 à. Đây là quần tôm mì luôn nè chị, eo 220 luôn ha, mà eo 87 88. Chị ok. Ok ha. Em lấy cho bé luôn cái quần này 222. Eo 87 luôn á chị Thúy, chị Thúy Nguyễn. Ok. Dạ rồi rồi đúng rồi chị. Dạ ok chị. Dạ. Cảm ơn chị. Alo, alo mấy chị ơi, cảm ơn mấy chị nãy giờ coi like với em nha. Bây giờ mấy chị có muốn coi xem sản phẩm gì không thì báo em nha. À cái áo dài đó em có chụp hình đăng lên rồi đó mấy chị. Áo dài đẹp lắm nha. Áo dài là dễ thun khoe dẻo rất là đẹp. Và cái áo dài đó là giá 320.000 nha. 320.000 mấy chị nên mua để mặc Tết nha, xinh lắm. Cái áo dài đó hơi bị sang nha mấy chị. Cái form của nó là cái vải nó thun khoe dẻo mà họa tiết là hoa mẫu đơn nha, sang á. Hoa mẫu đơn lên rất là đẹp nha mấy chị. Chốt liền cái mẫu đó cho em mới đăng hình á, có gì lên Facebook của Út Yên coi giùm em nha. Đây, cái mã 66E108.
Mã 66 em 108, chị nào thích chốt cho em cái mã này 66 em 108 cho em nha. Rồi em lên mã 58 em 100. Mã 58 và yêu 100, chị nào thích chốt cho em mã 58 em 100 nha. Lai lực nè mấy chị. Mã 58 em 100 không có lách nha, quần 200.000. Quần này giá 200.000 và mã bi. Mã 58 em 100 giá 200.000 nha mấy chị. Đó, chốt cho em con này. Rồi em lên cái quần sọt đi, quần sọt 140, mã 29 eo 102. Mã 29 eo 102, quần ông địa nha mấy chị. Quần này là quần sắm lông chuột á, họa tiết phía sau này rất là gọn quần luôn nha, ôm mông lắm luôn. Mã này mã là mã quần đen đi, quần đen 7 tấc eo 100. Quần đen 7 tấc eo 100, chị nào thích chốt liền quần đen 7 tấc eo 100 cho em nha. Xin. Rồi em lên mã 61E102. Mã 61E102 thích chốt liền cho em mã 61E102 này nghe mấy chị, ở phía sau rách này, rách nhẹ nhàng thôi ha. Mã 61E102. Mã chân váy 160.000. Mã chân váy 160.000. Mặc cái mấy chân váy á, chị có thể mua cho bé mặc ha. Mã 09E102. Mã 09 và eo 102 mấy chị có thể mặc áo sơ mi hơi bị xinh nha. Áo sơ mi đẹp lắm luôn. Rồi em mã 200 em 104. Mã 200 em 104 mấy chị ơi. Mã 200 và eo 104 ạ. Rồi, em lên cái áo này nữa là em ớt hen. Ngày mai hay mấy chị em mình lại gặp nhau nha mấy chị nha. Bây giờ. Rồi mấy chị là mua cái áo thun này cho em đi. Cái áo thun ba lỗ này á rất là xinh nha, mấy chị có thể mặc với lại chân váy hoặc là quần sọt nè, hoặc là có thể là áo đó không thì có dài đó không cho chị xem. Áo dài đó, áo bển á, đây chị áo dài đi. Rồi lấy ba mỗi ra qua thôi. Ừ, ba mẻ đó đi. Rồi chị Thúy Nguyễn đợi chút xíu nha, em qua liền. Quần jean chính tức có size 42 không ạ? Hello chị Bảo Bảo nha, size 42, chị Bảo Bảo ơi cho em xin số eo đi. Cho em xin, thôi lấy màu hồng thôi cưng. Dạ. Mà quần jean chín tấc có size 42 không mà chị Bảo Bảo ơi, chị cho em xin số eo đi, em kiếm size cho ha. Cho chính xác cái quần chị á. Rồi, cái quần này là mã 38E106. Mã 38E100. Áo em chụp hình đó nha. Dạ, ok, cái áo hồng á chị ha, áo hồng mới á, áo hồng mà áo dài hồng hoa mẫu đơn đúng không? Rồi cái này nè. Cái này là eo 38, mã 38E106 á. Cái quần chính tấc, quần chính tấc, để em coi quần chính tấc. Quần tấc em nó nhiều lắm chị ơi. Mã 32E105. Mã 32E105. Đó. Mã 32 và eo 105. Chị Bảo Bảo biết số eo của mình không? Chị báo là cái số eo cho em đi, rồi em kiếm thử có quần nào size eo của mình á, em cho chị xem ha. Rồi mã 32E105. Quần á, này á, 7 tấc nha mấy chị. Quần 7 tấc giá là 140.000. Quần dài là 200. Quần dài là giá 200.000 nha mấy chị. Xinh lắm luôn. Xinh. Dễ mặc nữa. Về xinh thì dễ mặc. Nó phơm ôm sao nó xinh. Lý do là ôm mông mình nó đẹp lắm. Rồi. Tiếp. Cái mã này là mã eo 110. Eo 110 chị nào thích chốt liền cho em. Ha. Mã eo 110 thích chốt liền cho em mã này. Rồi, đây nè chị, cái áo dài Thúy Nguyễn đẹp lắm. Nãy em có chụp hình, em đăng rồi đó chị Thúy Nguyễn. Rồi, màu hồng nha, màu hồng sắc pháo. Nhìn là thấy Tết liền. Đây, cái áo dài này mấy chị xinh quá. Xinh chưa mấy chị? Áo dài này sẽ có size từ 60 đến 100kg cho mấy chị chọn luôn nha. Áo dài, đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Cái họa tiết là hoa mẫu đơn đó mấy chị. Hoa mẫu đơn đó. Đây, áo dài hoa mẫu đơn, thun co giãn nha mấy chị. Thun co giãn. Đây mấy chị, thun co giãn rất là đẹp luôn nha. Em mặc em chụp mà mê ấy chị Thúy Nguyễn. Đây nè, cái thun phía sau rồi mấy chị. Thun đẹp không? Cái phơm thun cưng không? Đó, hồng sắc pháo nha. Cái quần dài đó đẹp lắm mấy chị. Phơm nè, không cần ủi nha. Không cần ủi mà nó vẫn thẳng. Phía sau nè, lưng thun co giãn đẹp không? Có chứ. Có quần luôn hả? Dạ có ạ, à. Cái set này của em là bao gồm áo và quần mà 320 à chị Thúy Nguyễn, bao nhiêu tiền em? Dạ 320. Cái set này 320 nha chị Thúy Nguyễn ơi, hơi bị đẹp á, chị mua về mặc Tết đi. Đây nè mấy chị, cái họa tiết hoa mẫu đơn hơi bị đẹp nha.
mẫu tiết mẫu đơn hơi bị đẹp luôn á, hơi bị xịn sò luôn á. Mẫu đơn đẹp không? Cái form đẹp lắm. Dạ. Em chốt xếp dài. Dạ ok chị. Chốt XL. XL dạ ok chị nha. Áo dài đẹp lắm mấy chị, nãy có hỏi em áo dài không ta? Hỏi em áo dài chốt liền cho em áo dài này, áo dài hồng em mới về. Thúy Nguyễn 146. Xinh lắm, nó thiệt chị Thúy Nguyễn. Chị cầm về chị mê á. Cái form này á là form phòng mà tay nó lỡ lỡ đi nè, nó che bắp tay tốt lắm. Đây nè, cái áo dài này giá 320.000 bao gồm cái áo và cái quần luôn nha. Bao gồm áo và quần luôn nha. Đây đây, cái quần là form quần đẹp lắm, bảo đảm chị Thúy Nguyễn á, Thúy Nguyễn mới về chị mê á chị. Cái quần nó form rộng đẹp lắm, phủ hết luôn. Tới hả mắt cá chân luôn chị, qua mắt cá chân luôn nha. Mấy chị có thể mang guốc lên mà không thấy cái chân nha. Đó, nó phủ hết luôn cái bàn chân của mình đó mấy chị. Đó, bao gồm cái quần và cái áo luôn, áo dài luôn. Đó, giá 320.000 mấy chị nha. 320.000 cho cái set áo dài gồm áo và quần. Set áo dài gồm áo và quần giá 320.000. Đẹp lắm chị Thúy Nguyễn ơi. Trời ơi. Đây mấy chị, mã 137 E100, mã 137 E100, mã 137 E100. Chị nào thích chốt liền cho em mã 37 và E100 nha mấy chị. Mã 37 E100 xinh lắm mấy chị nha. Chốt liền cho em mã này là đêm sáng nha mấy chị. À ủa, hello chị Bùi Thu Hà nha. À no. Ủa, chị Bảo còn ở đây không? Chị Bảo có nhớ biết cái eo, số eo của mình không? Thì báo cho em số eo đi rồi em kêu Betty nó nó kiếm size của chị Bảo nha. Betty. Rồi, em lên con sọt này nữa nè. Con sọt mã 07. Dạ có nha chị. Dạ có chị. Dạ ok, eo 110 nhiều nha chị Bảo nha. Hơi bị nhiều luôn. Eo 110 tí ơi. Dạ eo quần sọt. Quần dài đúng không chị? Quần dài chính tất hả? Quần dài chính tất thì đợi miếng xíu nha. Em lên quần dài cho mấy chị nè. Rồi mã 07 E104. Mã 07 E104. Chị nào thích chốt liền mã 07 E104. Em lên cái quần dài hả? Quần dài tí hả? Quần dài đúng không? Em 100 hả? Em 110. Nãy em 110 nhiều lắm chứ tí. Nhiều lắm á. Ừ. Thước đâu? Dạ tôi thước đâu? Ăn biết. Nữa. Thước nữa rồi, rồi đợi em. Dạ ok chị Bảo nha. Thuốc chắc nó xuất hiện lên. Đợi em mấy chị, đợi em. Cái quần này đẹp nha, quần chính tất nè, quần ở lỡ chính tất nè đó. Mà để lo eo khoảng 110 thôi nha, tấn nước với dài cũng được. Dạ ok chính tất 101 nè. Đây có quần 101 eo 94 ở lộn, mãi 94 eo 110 đó. Cái này đẹp lắm á chị. 112 nè. 110 này chị nha, có hơi chiều lắm chị Bảo ơi, thích màu sáng hay màu đậm nè. Cái mã này là mã 94 nghe 110, quần 200.000, quần dài là giá 200 chị nhá, quần sọt là 140. Rồi, thích chốt cho em con này nè. Cái quần này mặc cái hả bình ốm nha, tại màu đậm á, mặc nhìn ốm sạch nữa. Rồi, mã này là mã 94 nghe 110, thích chốt liền cho em mã 94 nghe 110 nha. Đây, quần này giá 200.000 đó chị Bảo ơi, quần này giá 200.000 nha. Xước nhẹ không hở rách nha. Ý có rách. Rách nhẹ hả? Không rách đúng chết, không? Chết có rách. Đó nhẹ. Không, chị nói là rách hay không rách thì báo em luôn ha chị ha. Đó, đang sớm em được cái nhiệt tình. Đó. Dạ đang lên cái này là sai chị luôn đó chị Bảo. Đây bảo chị Bảo. Cái eo 94, lộn mã 94 eo 110, thích thì chốt cho em chị báo là eo mã 94 ha. Mã 94 em lấy quần 200.000. Mã 94 E110 rất nhẹ nha mấy chị. Ờ cái quần này cũng đẹp nha chị Bảo. Mã 03 E110 nè. E110 luôn, mã 03 E110. À xinh chưa. Mã 03 E110 quần 200. Ừ. Mình vẽ lên nè. Mã 03 E110 quần 200. Đây nè mấy chị, cưng lắm chị Bảo. Thích thì chốt cho em con này nha. Mã 03, mã 03 E110 nha. À có cái này cho chị xem nhé. Dạ ok, đem cho chị xem nè chị Bảo. Ha, đây cái quần này mã 03 E110, thích chốt liền cho em mã này nha. Mã sáng nãy là màu tối á, mã màu tối là eo mã 94. Mã 94 còn mã sáng là mã 03 nè. Mã 03 E110 thích chốt liền cho em mã 03 có giãn không mét. Dạ, 03. Cái này nó không giãn ha.
Nhưng mà em đo số eo đã trừ hao rồi, chị bảo em đã trừ hao cái số eo rồi, em cho mượn thôi ha. Nó không có coi dạng, nhưng mà cái mã chính từ có coi dạng đó chị ha. Mã này không có coi dạng. Chỉ nhẹ thôi, nó không coi dạng đó chị. Mã 03L110. Rồi tiếp tiếp. Rồi mã 111L112 nè chị bảo. Mã 111L112. Đó, bụi bụi thì có bụi bụi nha, cá tính thì có cá tính nha. Rồi mã này mã 111L112, quần 200.000 nha. Quần 200.000 nha chị. Đó, xích rách rách thì có rách rách, bụi bụi ha. Có hỏng rách thì có hỏng rách nha mấy chị. Quần này em có chữ 2 là khoảng 110-112 ha. À, mã này xích thì chốt cho em là cái mã ghi là mã 111. Mã 111, E110, E112 nha. Em đã có trừ hao rồi nha chị Bảo Bảo ha. Nó không coi giãn nhưng mà đã có trừ hao, chị mặc thoải mái cho em nha. Chốt đi chị ơi. Rồi tiếp tiếp. Tiếp tiếp lên tiếp tiếp cho mấy chị. À cái này có coi giãn nè chị. Chị Bảo Bảo ơi, cái này coi giãn nhẹ nè. Đó, mã này sẽ là mã 59E110. Mã 59E110 mấy chị. Mã 59E110, chị thích con màu tối này thì chốt cho em là mã bia. Mã 99E110 có coi giãn nhẹ, rất nhẹ luôn nha mấy chị. Đó, rất nhẹ, cao nhẹ cho chị nè. Màu tối luôn. Mã là mã 59E110. Chị thích cái quần này, quần đẹp mà không có coi giãn. Dạ, nhưng mà cái này chị mặc được. Tại sao? Tại vì nó có trừ hao cho chị rồi. 110, 112 là chị mặc vừa đó ha. Chị muốn giãn thoải mái thì chị lấy cái mã 94 á chị. Mã 59 là 110 nè, nhưng mà không có cái giãn lên form nó đẹp á chị ơi. Đó, thích chốt liền cho em mẫu này cũng đẹp nha. Mẫu này xinh đó. Chốt nha. Rồi. Hết. Ủa. Tức nha. Chứ cái dây ra. Kìa. Ngồi tôi còn thấy luôn á. Ủa gì hả? Đây đây em coi cái quần này phải 110 không chị nha, bảo chị đợi biết xíu. Nếu mọi người không này 104. Cái quần này 104 chị nào eo 104 chốt con này, quần này đẹp quá. Quần này đẹp quá này, chính thức eo 104. 104 chốt cho con quần này. Rồi đây đây. Đây đây coi giãn nè. Cái này coi giãn là chị bảo mà không có đắt nha. Ơi đắt mẹ ơi. Không biết tao vừa. Đâu đâu sao đâu mà chị bảo ấy đâu. Dạ đây đây chị bảo đợi một xíu nha. Có ở đây thì đợi em tí, em đo thử coi cái size eo chị không mà em báo liền. 110. Này 110 có coi giãn này chị. 110 có coi giãn này chị ơi. Chị, em có 110. Đây nè, 110 coi giãn này, chị thích thì chốt mã này cho em, coi giãn nè. Đó, mã này là mã. Chưa có mã luôn, mã 01 đi chị. Mã 01 em 110. Thích chốt mã 01 em 110 cho em nha. Đây. Mã 01 và eo 110, cái này có coi giãn nha chị Bảo. Đây nè. Coi giãn thoải mái, đúng lên thoải mái cho chị nha. Mã này là mã 01 đi, mã 01 eo 110. Mã 01 eo 110 thích thì chốt cho em con này nha chị Bảo ơi. Alo, à alo. Mã 01 và eo 110 chỉ giá 200.000 nha chị Bảo. 200.000 chốt, thích thì chốt cả này cho em nha. Có gì báo em mã 01 eo 110 nha chị. Rồi. Ok, thích báo liền cho em mã đó nha chị Bảo ơi. Mã đẹp á. Rồi cái áo này 100.000 nè. Áo thun giấy 100.000, chị nào thích chốt liền cái mã thun giấy 100.000 cho em mã này nè. Mã này 100.000, phi size từ 60 đến 90 kg nha mấy chị. Phi size từ 60 đến 90 kg. Thích chốt liền cho em mã này nha. Rồi cái áo dài nè, có ai chốt nữa không? Chốt liền cho em Thi đi. Cái mã này mới về. Mới về áo dài size từ 60 đến 100 kg, mã áo dài mẫu đơn ha, hoa mẫu đơn. Mẫu áo dài hoa mẫu đơn giá 320.000, bao gồm cái áo dài và cái quần luôn nha mấy chị. Áo và quần luôn. Áo và quần luôn mấy chị. Cái quần đẹp lắm mấy chị, gần mê lắm luôn. Áo và quần luôn ha. Giá là 320.000, chị nào thích chốt liền áo dài 320 kèm số ký từ 60 đến 100 kg là bên em sẽ có size tương đương nè. L, XL, 2XL và 3XL luôn nha mấy chị. Ông dạ, một được, chị nha mà chị. Dạ không được. Dạ được ạ. À, dạ được cho chặt chị. Chặt rộng gì chị cứ chụp hình lại báo qua bên em giải quyết nha chị, không sao hết nha. Quần giá 200.000 chị Bảo Bảo hen. Cho em xin chị số điện thoại luôn nha chị. Giờ em nhắn tin cho chị nè. Rồi ok.
Em cảm ơn mấy chị nha. Em hẹn mấy chị vào ngày mai em sẽ live tiếp cho mấy chị nha. Tạm biệt. Tạm biệt mấy chị. Chị đi để em nói.